Giờ mới tưng tưng này. Mình còn vô cái nào đây? Mình chăng có phải à? Chị ơi, chấm bài lên cho em với nhá, xem có bị ẩn không nhá các chị ơi. Em vừa lên cái ẩn liền thôi mà bây giờ. Rồi em thấy chị Tâm Thanh này. Rồi các chị ơi, chấm bài lên cho em với nhá. Rồi em thấy chị Trúc Ly rồi, vậy chắc hết ẩn rồi. Bên này có chị nào không biết. Xin chào Hiền Nguyễn này. Có, bên đó bị ẩn không? Thì thoát ra vào cái mất tiêu luôn vậy. Em chào chị Kim Tuyến. Rồi chị nào thấy em chấm bài chị em nhớ chị ơi ấn chấm cho em rồi cho khỏi ẩn bình luận nhá. Mỗi chị cho em xin nút chia sẻ nhá chị ơi. Đợi em một xíu nhá các chị ơi. Các chị đợi em một xíu. Em chia sẻ một cái cho em xem cái vàng ở giữa. Cái vàng hả? À cái vàng em có một con size S và một con size M, L gì đó. Cái vàng là một S và một M hay L gì đó. Rồi em chào chị Thảo Phương Thảo Phương Hoàng này. Rồi em lên luôn chị nhá. Lên luôn cho chị đợi khỏi lâu này. Em chào chị Có Mây. Có Mây. Rồi bây giờ mình thấy á. Rồi thấy rồi. Thấy rồi, thấy rồi. Lên chị con trắng này. Lên chị một mã trắng nhá. Con này chị nào size L, eo 7678, con này nó là phong xương. Em chào chị Hoàng Yến. Rồi con này chị nào size L mang vừa eo 7678 nhá. Nó là phong xương chị em. Rồi em chào các chị nhá, chị nào thấy em chấm bài lên cho em với. Chị bằng lăng tín vào xem mãi không thấy like thì mọi người thoát. Đấy chị, à không phải đâu chị, em bị ẩn. Em bị ẩn đấy chị ơi. Rồi chị đâu là mã trắng cho em, trắng 40.000 mã trắng nhá, trắng 40k. Con này chị nào size L E7678 này, chị nào lấy mã trắng, trắng 40.000 chị ơi, trắng xinh chưa chị ơi. Lấy trắng chốt trắng, trắng 40k. Mã trắng, trắng 40.000 nhá, chị nào lấy trắng chốt trắng cho em. Em đo eo con vàng size M. Size M á chị. Hình như là có một S và L thôi chị ơi, S và L thôi, không có size M đâu chị. Em có một con S và một con M, hai con vàng này là một S một M thôi chị ơi. Đây nhá, lấy chị con này chị em, con này size L này này. Rồi em chào chị Loan Phạm. À chị Loan Phạm hình như là à đâu đơn chị còn chứ. Vàng eo 80 không có chị ơi, em có vàng eo 80, con này size L này. Lấy chị con vàng này size L mang vừa cho em nhá, eo 76. Con này chị này eo 76 mang vừa xinh nhớ chị ơi. Eo 76 mang vừa cho em, thấy vàng là thấy Tết rồi. Lụa vàng em ơi, đây chị ơi, này size L này, eo 74, 76 chị này. Eo 76 mang vừa cho em nhé. Lấy mã 254, mã 254 cho em 250 chị nhé. Mã 254 cho em 250.000, chị nào lấy 254 chứ 254 cho em. 254, 250.000 nhé, chị nào mà size L mang vừa. Vàng eo, rồi lụa vàng của chị Có Mây này. Chị Có Mây lấy lên số cho em, chị Có Mây lên lại số cho em nhé. Em có con này size S này chị này. Em có con vàng này size S, con này xinh. Nói chung là lụa hay lớp dáng dài cho em chị nhá. Lên tiếp với chị con này size S này chị này. Chị nào size S lấy con này cho em. Size S nhá các chị ơi. Con này nó chỉ có một hoa văn ở bên dưới thôi. Còn cái con vàng khi nãy á, nó là cái gì nhỉ? Nó dạng 3D á. Chị Đỗ Hải. Nay có đầm đuôi cá. Đuôi cá em có chị ơi. Lụa vàng size S. Đây chị Băng Tâm. Đây lấy con này đi. Eo 68-70. Con này xinh vậy này. E68-70 nhá. Bằng chị Yến nhỉ? Bằng lăng tím. Em chốt vàng sẽ S rồi ok, bằng lăng tím này. Tí nữa nhắn tin qua Messenger nhé chị ơi. Nhắn tin qua Messenger cho em nhé. 250. Đây chị ơi, đuôi cá này. Đuôi cá caro xinh chưa chị này. Lấy chị một con caro. Một con đuôi cá caro cho em. Lấy chị một con đuôi cá nhá. Chị nào lấy đuôi cá cho đuôi cá cho em. Đuôi cá này size con này. Tiếc không vừa chị. Chị Đỗ Hải lên đuôi cá, chị xem đây chị ơi. Có hãy không? Có hãy nha chị nhá. Nhưng mà vàng sẽ hết rồi chị ơi, hết vàng sẽ hết rồi. Dự bị cho chị Lê Thanh.
dự bị cho chị Lê Thanh, vàng sẽ ép dự bị cho Lê Thanh. Rồi con này chị nào size L nhá. Size L mang vừa eo 80 quay đầu chị này xinh chưa? Một con đuôi cá size L, size L mang vừa. Chị có may ơi lên lại số cho em. Ủa sao cái điện thoại kia sao bây giờ nó lại tối là sao ta? Rồi chị nào lấy đuôi cá này, lấy đuôi cá cho em nhé. Đuôi cá 180. 180.000 mã đuôi cá cho em, chị nào size L và XL nhá. L và XL mang vừa lấy đuôi cá cho đuôi cá cho em, đuôi cá 180 này. Đuôi cá 180 cho em, lên em size 2X hả chị? Size 2X. Size 2X hả chị ơi? Size 2X, 2X, 2X. Rồi chị nào size XL mang vừa cho em. Chị eo bao nhiêu chị? Em có con caro này xinh này, rồi chị có may lên số đây. Lên chị con caro này còn tem nhá. Lên cho chị một con còn tem nhỉ. Con này còn mới, còn xinh lắm luôn chị ơi. Rồi con này chị nào eo 86, 88 này. Eo 86, 88 mang vừa. Cho xem tay lỡ màu nâu cạnh áo đỏ. Tay lỡ màu nâu cạnh cái đỏ. Rồi đợi em một xíu các chị ơi, chị khó coi ra một tí nhá. Cứ từ từ em phát lên từ từ cho các chị. Rồi lên chị con này xinh này. Chị nào eo 86, 88 mang vừa này. Eo 86, 88 chị ơi, còn nguyên tem nguyên mác. Nói chung là rất chi là mới luôn chị nhá. Rất chi là mịn mới luôn, em chào chị Hậu Bích này. Rồi chị ơi con này size to, em chào chị Vân Hô. Rồi đây chị ơi, một con đuôi cá gì, một con caro xinh chưa. Con này chị nào lấy mã đi. Lấy mã 27, chị nào lấy 27 chốt 27 cho em nhá. Mã 27 cho em 150 này. Mã 27, 150, chị nào mà eo 86, 88. Eo 86, 88 mang vừa, chị nào mà tầm 65kg nhá. 65kg mang vừa cho em, có hàng nút chạy bên hông cho em này. Lấy mã 27. Lấy 27 chốt 27 cho em. Mã 27 150. Con này ghi nó bằng tiếng mẹ quên mất. Em chào chị Nguyễn Thắm. Hình như chị Nguyễn Thắm. Chị Nguyễn Thắm hình như là nay chị nào đơn mà em không đi được ta. Em xem cái tím sau lưng chị. Cái tím, cái này là cách tân chị ơi. Cách tân nhá, con này là cách tân. Nhưng mà con này chị nào sẽ XL cơ. Sẽ XL mang vừa mà cách tân cho em. Cách tân con này có bị xước nhẹ một xíu nhá. Xước nhẹ một xíu bên trong này cho em này. Lấy cách tân cho em, cách tân 60.000 mã cách tân. Cách tân 60k, nó có xước nhẹ thôi. Lấy cách tân chốt cách tân cho em. Cách tân nhá, con này size to chị ơi, lụa hay lớp dáng lỡ. Lấy chị con này lụa hay lớp dáng lỡ cho em này. Cái này hoa văn cực kỳ xinh luôn. Cách tân của Hợp Bích. Rồi cách tân của chị Hợp Bích. Chị Hợp Bích ơi lên lại số cho em nhá. Rồi eo 84 đây chị này. Con này eo 84 mang vừa, con này 60. Có xước nhẹ một tí thôi các chị ơi. Nói chung là mức ít không nhiều đâu. Con này eo 82, 84 nhá. Con này eo 82, 84 mang vừa. Lụa hai lớp dáng lỡ cho em. Dáng lỡ tay lỡ nhá chị ơi. Mấy con này xinh này. Chị nào mà thích dáng lỡ tay lỡ thì lấy con này cho em. Cái hoa của nó cực kỳ xinh nhá chị ơi. Lụa hai lớp cho em nhá các chị nhá. Thấy cho các chị thấy màu của nó sang nha. Cực kỳ sang luôn. Eo 86, à eo 82, 84. Eo 82, 84 mang vừa xinh cho chị ơi. Rồi em thấy số của chị rồi này. Chị nào lấy mã 09, lấy 09 chốt 09 cho em nhá. Mã 09 cho em 180.000. Mã 08 180. À mã 09 chứ. Mã 09 cho em 180.000. Xem xanh cô bạn. À em chào chị Vinh Phạm. Chị ơi đơn của chị em đi rồi đấy. Đơn chị em đi rồi. Cái con đó là hình con công chị ơi. Rồi con này chị lấy mã 09. Mã 09 cho em 180. Mã 09. Ủa bên kia bị ẩn không con? Sao mẹ không thấy? Bên trong là vậy á. Không hả? Rồi lên chị một mã công nhá. Chị nào lấy công chất công cho em này. Cái con công này xinh. Con này size hơi to. Chị nào size hơi ít lận. Con này size 2X nhá chị ơi. 65-70kg mang vừa. 65-70kg mang vừa cho em. Dạ chị. Chị nào lấy mã công. Mã công 120 nhá. Công 120.000. Chị nào mà eo 86. Eo 86 mang vừa. Lấy mã công. Mã công cho em 120. Mã công con này size hơi to chị ơi. Lấy công chất công cho em. Công 120. Eo 86 quay đầu chị nhá. Eo 86 mang vừa cho em, lấy công chất công cho em, mã công 120. Công 120. Mã công cho em 120 nhé, lấy chị một con kim sa này. Em lấy chị một con kim sa size nhỏ. Còn cái nào size S dáng dài. Còn chị ơi, công của chị Nguyễn Thắm. Hình như đơn của chị nằm góc nào ta. Hình như đơn chị vẫn còn chứ đi sao ấy. Mấy cái bịch kia cần lại gì coi. Mấy cái bịch vừa xong nó là cái gì? Coi lại thử coi. Lấy cái mà ấy thôi. Hai cái mà. Rồi con này chị nào sẽ SL6870 hai cái mà. Hai cái mà nhiều dây băng keo. Còn nó là cái gì? Cái này ít đồ này.
Rồi con ơi, chị nào sẽ ép mang vừa S6870 mang vừa lấy mã công. Mã công cho em nhé, công 60.000 mã công này. À mã công đỏ 60 nhá. Công đỏ 60. Chị nào công đỏ chốt công đỏ cho em công đỏ 60.000. Con công kia của chị Nguyễn Thắm đó chị ơi. Trần Mỹ. Rồi chị nào lấy công đỏ chốt cho chủ đơn cho chị. Đơn của chị cho chị xem lại, cho chị xem lại hả, để tí nữa đi chị. Tí nữa nhá chị nhá. Giờ em băng bám một tí đã. Công mấy? Công 120. Rồi đây chị ơi, em lên chị con này xem nó là size gì nào. Lên chị con này xem nó là size gì cho em nhá. Xẻ tà hai bên chị ơi. Con gen này, lên chị một con gen xinh cho. Em chào chị Nguyễn Hiển. Chị có mặc vừa công đó không em? À chị ơi, con đó chị kia lấy rồi. Công chị kia chị lấy rồi chị ơi. À công đỏ á, công đỏ L6870 sẽ thôi chị. Rồi con này L6870 chị này xinh chưa? L6870 mang vừa, con này nó là vải gen cho em nhé, xẻ tà hai bên. Chị nào sẽ ép lấy con này cho em, L6870 quay đầu. Lên mã 730. Mã 730 cho em 180, mã 730. Công đỏ 60 của chị Lê Thanh. Sẽ ép nhé chị Lê Thanh ơi. Rồi con này chị lấy mã 730, mã 730180. 730180. Chị ơi lên lại số cho em đi. Em chào chị Hoàng Sơn. Lên lại số cho em khỏi tìm đơn nhé. Bây giờ em tìm hơi lâu một tí. Rồi chị nào lên mã 730 cho em, 730 cho em 730180 nhé. 730180 chị nào sẽ ép L6870 mang bùa. L6870 mang bùa. Không thấy hả? Công đỏ của chị nào rồi? Chị Nguyễn Nguyệt à? À không phải, công đỏ chị Lê Thanh rồi chị ơi, công đỏ chị Lê Thanh. Chị Lê Thanh lên lại số cho em, mã 730. 730 size nhỏ chị ơi. Chị Dinh Phạm ơi, con này chị không vừa đâu, size nhỏ lắm. L6870 sẽ ép thôi chị. Rồi em thấy số chị rồi, em đặng cho em chào chị Đặng Thị Kinh. Không vừa đâu chị, size nhỏ nữa chị nhá. Không vừa đâu chị ơi, chị có lấy cho ai thì vừa, chứ còn chị lấy cho chị là không vừa đâu. Rồi em lấy chị con đỏ này, lên chị một con đỏ. Con này hẳn ở cái cổ nó là có lông cho em nhá. Trời ơi con này cũng xinh anh chị này, xinh chưa? Con này cực kỳ xinh luôn. Em chào chị Quỳnh Ngân, em chào chị Hoàng Sơn. Rồi chị nào thấy em chấm bài tương tác lên cho em với anh chị nhá. Chị rồi con này xinh chưa? Chị mong lấy số cho chị Nguyễn Nguyệt đấy. Chị lên rồi thấy? Chị Nguyễn Thắm lên rồi thấy? Chị Lê Thanh mà. À chị Lê Thanh. Chị Lê Thanh có lên số không? Em để cho chị Nguyễn Nguyệt này. Chị Nguyễn Thắm lên rồi. Rồi con này chị nào em 76, chị nào size L nhá. Size M và size L là mang bùa cho em. Size M và size L mang bùa cái phần cổ có lông cho em này. Rồi chị nào mã 520, mã 520 cho em 70.000 nhá. Mã 520 70k, chị nào 520 chốt 520 cho em. 520 70k, chị nào mà size L L7476. L7476 mang bùa lên 520 chốt 520 cho em. 520 70.000. Mã 520 70k, chị nào size L mang bùa nhá. Em lên chị con đen, lên chị một con đen đuôi cá. Con này size hơi to chị này, chị nào L85 nhá. Lấy cho chị kia đi. Rồi con này chị nào L85 mang vừa cho em. Ánh Hồng. Đẹp mà nhỏ quá. Chị Ánh Hồng chị mặc size gì? Em có nhiều size chị ạ. Đợt này về cũng có size to nhá. Rồi lấy chị con này size to, chị nào L85 chị này. Một con đuôi cá xinh chưa? Một con đuôi cá cực kỳ xinh, chị nào L85 mang vừa. Lấy đen nhá. Lấy mạ đen cho em, đen 80.000 mạ đen. Mạ đen 80k, chị nào size L85 quay đầu. L85 đổi mang vừa cho em, chị nào lấy mạ đen. Mạ đen cho em 80k, mạ đen nhá, đen 80.000. Chị nào mà L85 đổi mang vừa, chị nào mà 60-65kg nhá. 60-65kg mang vừa, lấy đen chốt đen cho em. Mạ đen, đen 80. Chị lấy mà em hả, chị lấy chị lên số cho em á. Đen là chị Hợp Bích. Đen là chị Hợp Bích rồi, chị ơi hết rồi. Rồi con này của bé nhá, bé là tầm 25-27kg nhá. 80. 25-27kg mang vừa, mạ bé nhá. Mạ bé cho em, bé này xinh vậy này, vải là vải lụa. Mạ bé cho em bé 40.000. Mạ bé 40k nhá, chị nào lấy bé cho bé cho em. Mạ bé 40.000. Chị nào bé nó mà tầm 25-27kg. 25-27kg mang vừa, lấy mạ bé cho em. Mạ bé, mạ bé. Mạ bé 40.000 mạ bé nhá. Bé 40k. Rồi em lấy chị con đen này xinh này. Con này nó là vải gen cho em nhá. Lấy chị con này nó là vải gen. Chưa lấy dấu cho mạ bé, bé của chị và Kim Vàng mà, chị Kim Vàng Minh. Chị Kim Vàng Minh cái đơn nằm đâu rồi? Mai đủ đơn em đi nhá, chị Kim Vàng Minh ơi. Hết bé đó chị ơi, rồi con này chị nào size L. Size M và size L mang vừa cho em này. Size M và size L mang vừa lên mạ 46. Chị nào lấy 46 chất 46 cho em nhé. Mạ 46 cho em 60.000. Mạ 46 60k, con này chị nào mà size L mang vừa.
Chị Lê Thủy Tiên. Chị Lê Thủy Tiên, chị lấy cái gì á? Bé hết rồi. Hết bé rồi chị ơi, hết bé nhá. Rồi con này chị nào lấy mã? Mã 46, mã 46 cho em. Số gì em ạ? Số điện thoại chị ơi. Chị phải lấy số điện thoại thì em mới chốt được chứ. Em chỉ chốt con khác đi, con đói em chốt cho chị kia rồi. Rồi lấy chị một con kim sa. Lấy chị một mã kim sa này, con kim sa này size nhỏ. Lấy chị một kim sa nhé, chị nào lấy kim sa chốt kim sa cho em. Kim sa size XM mang vừa. XM mang vừa, chị nào lấy kim sa cho em. Kim sa 70.000 cho chị đỏ. Cọc tay trên xào à. Rồi chị nào lấy kim sa chốt kim sa cho em. Kim sa 70. Mã kim sa cho em 70.000 mã kim sa. Mã 46 của chị Lê Thanh 60. Rồi kim sa cho em nhé. Kim sa 70.000 mã kim sa này. Kim sa 70k. Chị xem đỏ tay, đỏ đỏ cọc tay trên xào là con nào chị ơi? Con này à? Con này à chị? Có tí tự đây. Phải con này anh chị, kim sa của Ái Giang Trần. À Ái Giang Nguyễn. Ái Giang Nguyễn. Chị ơi lên số cho em nhé chị nhé. Lấy lên số cho em cái. Nhiều khi các chị chốt thì em không nhớ. Em không nhớ. Chị đưa số rồi em một lần rồi chứ. Chị Lê Thanh đưa một lần rồi hả? Chị khách cũ à hay sao? Em không thấy số. Rồi kim sa của chị Ái Giang Nguyễn kìa. Rồi em lên cho chị một con đuôi cá chị này. Lên chị một con đuôi cá nhá. Cái con này chị làm mà em. Chị làm mà 1m6 mặc mỹ sinh chị nhá. Chị nào 1m6 mặc mỹ sinh chị ơi. Tại vì hàng đuôi cá cho em. Size S, M đều vừa. S, M mang vừa cho em. Đỏ. Đỏ. Đỏ eo chị. Chị. À. Đỏ eo chị xem thử hả chị. Đây chị ơi. Size S, M eo 70, 72, 70. Eo 70, 72 mang vừa. Chị nào lấy đuôi cá cho em. Đuôi cá 250 chị ơi. Đuôi cá 250 nó theo hình con công cho em. Lấy đuôi cá cho em. Chị hỏi con vàng mà không thấy. Chị ơi bị ẩn chị ơi. Vậy á, hết vàng mất tiêu rồi. Em không thấy, giờ em mới thấy chị á. Lấy đuôi cá cho em, đuôi cá 250. Chị nào lấy đuôi cá cho em nhé. Đuôi cá 250. Chị nào sẽ SM đều vừa này. SM mang vừa cho em, mạng đuôi cá. Đuôi cá 250 nhé. Con này cực kỳ xinh chị này, lấy đuôi cá cho đuôi cá cho em. Đuôi cá 250, chị nào mà sẽ SM. SM đều mang vừa. Rồi đôi cá chị Trần Phương. Vâng, của chị Trần Phương là móc nào vậy? Trời ơi, vậy á chị, uổng quá đi. Uổng thế. Nó bị ẩn chị ơi. Nó bị ẩn, em không nhìn thấy. Chị hỏi con này hả chị? Chị hợp đích. Phải con này không? Con này chị nào eo 82, 84 nhá. Con này eo 82, 84 mang vừa lên chị một mạ gấm. Chị nào lấy gấm chất gấm cho em. Gấm eo 82, 84. Chị nào size XL nhá. Size XL mang vừa, lấy gấm rất gấm cho em, mã gấm 120. Có sườn xám bé, sườn xám bé à chị có chị ơi, nhưng mà em giờ em chưa biết nó nằm cách nào đấy. Có của bé nhưng mà giờ em chưa biết nó nằm ở đâu. Rồi con này chị nào eo 82, 84 mang vừa, chị nào lấy mã gấm. Mã gấm cho em nhé, gấm 120. Mã gấm 120 chị nào mà size eo 82, 84 mang vừa, 60 đến 62 ký này. 60 đến 62 ký mang vừa. Rồi còn sườn, à đây. Cái con này xinh vậy không chị nào lấy hả các chị? Trời ơi, một con caro đuôi cá này. Lấy chị lại con này cho em nhé. Chị nào lấy caro cho em. Caro con này chị nào size L. 120 của chị hợp đích. Rồi con này chị nào size L với XL này. Con này này con. 120. Rồi con này chị nào size L với XL nhé. Eo 80 đội mang vừa cho em. Lấy caro. Caro 180 chị ơi xinh chưa. Caro 180 nhé. Chị nào lấy caro chất caro cho em. Caro 180.000. Con này chị nào mà size. Size L và size XL đều vừa cho em nhé. L và XL đều mang vừa. Lấy caro chốt caro cho em. Caro 120. À quên, caro 180. Chị nào lấy caro. Em lấy chị con lụa tím này. Lấy chị con lụa tím nhé. Ôi con này size to lắm. Chị nào eo 90 chị ơi. Eo 90 mang vừa nhé. 65-70kg này. Chị 62kg hả. Chị 62kg chị mặc XL đi. XL không, chị lấy eo 85 cho nó dễ. Con đỏ gần con gấm vừa. Vừa rồi. À rồi, đợi em một xíu. Rồi con này chị nào lấy mã tím. Mã tím cho em nhé. Tím 60.000 mã tím này. Mã tím 60k. Chị nào mà eo 90 65-70kg. Phát hết được hả? Phát hết được hả? Ơ nhiều lắm mà. K
Cao 1m6, cao 1m6, 60 vậy chị mặc size XL đi. Mặc XL eo 80 chị. Nhưng mà cái phần này, cái phần bụng của chị nó có ấy không? Nó có to không hay là nó, ý là nó có phì ra không hay là nó đều người? Chị mà đều người á thì chị mặc XL nhá. Còn cái phần bụng của chị mà nó to hơn á thì chị mặc phải eo 85 nhá chị nhá. Nói chung là chị cũng cao mà chị 62kg mà 1m60 thì mặc size XL. Rồi con này chị là eo 82, eo 72, 74. Eo 72, 74 mang vừa lấy kim size nhá. Mã kim size cho em, kim size 180. Kim size 180.000, chị nói kim size trước kim size cho em. Kim size 180, size to màu đỏ và vàng không? Màu đỏ và vàng hả chị? Em có một con màu vàng nhưng mà nó pha vàng thôi, nhưng mà size hơi bị to. Rồi con này không, chị eo có 80. À vậy chị mặc size XL đi, size XL mang vừa đi. Rồi con này chị nào lấy kim size, kim size 180 nhá. Chị nào mà size M, eo 72, 74. Eo 72, 74 mang vừa kim size. Cho chị xem áo hoa màu vàng nhạt đằng sau. Áo hoa màu vàng, áo hoa màu vàng. Đây chị ơi, lụa hai lớp cho em. Lụa hai lớp ràng lỡ nhá. Em xem con này nó là size gì. Đợi em một xíu. Rồi con này chị nào lấy mã lụa đi. Lụa đây eo 82, 84 này chị này, size XL nhá. Con này size XL thôi nhưng mà cái mát của nó tới 3X lận. Nhưng mà nó chỉ là size XL thôi, em đo của nó là eo 82, 84 thôi các chị này. Em đo là chỉ có eo 82, 84 thôi các chị nhá. Chị nào size XL mang vừa 60-62kg này. 60-62kg mang vừa, chị nào lấy hoa vàng cho em. Hoa vàng 180, hoa vàng 180.000. Cho chị, cô cho chị hai cái mặt nhé. Là sao chị? Rồi đây chị ơi, con này xinh này. Eo 82, 84 mang vừa, chị nào là 60 nhá. 60-62kg mang vừa mà hoa vàng. Hoa vàng 180. Chị nói hoa vàng, chốt hoa vàng cho em. Hoa vàng 180.000. Con này nó là vải lụa cho em đó chị ơi. Con này nó là vải lụa nhá, không phải là cái hàng kia đâu. Lên mã hoa vàng cho em, hoa vàng 180. Chị nào mà size XL eo 82, 84. Eo 82, 84 mang vừa, chị lấy hoa vàng, chốt hoa vàng cho em. Hoa vàng, hoa vàng, à, cô cho chị hai cái. À, hai, cho hai cái để mặc hả? Cho hai cái để mặc, nhưng mà chị mặc size gì? Em mới biết được chứ. Đâu, hoa vàng của ai? Hoa vàng của chị Lê Thanh là kìa. 180.000. Chị thấy mặc size gì em mới biết được chị ơi. Thế bây giờ bảo cho hai cái em biết lấy cái gì cho chị. Rồi lên chị một con dàn ngắn. Lên chị một con ngắn đấy chị này. Con này size nhỏ nhá. Lên chị một má hoa, chị nào lấy hoa chất hoa cho em. Con này có độ co giãn nhẹ. Lên chị con này có độ co giãn cho em này. Lấy má hoa nhá, chị nào sẽ SM. Em vừa mang vừa má hoa. Má hoa cho em 50.000 má hoa. Má hoa 50k, chị nào sẽ SM mang vừa lấy hoa chất hoa cho em này. Má hoa 50.000 má hoa. Hoa 50k sẽ SM đấy chị ơi. SM mang vừa má hoa nhá. Lấy hoa chất hoa cho em, hoa 50.000. Em lên chỉ một mã mèo. Cái con mèo này chị nào size XL này. Con mèo nó là vải lụa cho em chị nhá. Hoa vàng à. Nhạc, canh áo xanh đằng sau lưng em. À, chị đó mới 62kg, 1m60, eo 80 đó chị. Em định... Em dịch lại tin nhắn của chị đó. À. Nợ chị. Rồi cái con này. Con này chị nào size XL. Size XL eo 80 nhá. Chị nào lấy mã mèo đi. Mã mèo cho em, mèo 60.000. Mã mèo 60.000, chị nào size XL mang vừa eo 80 quay đầu. Hoa vàng nhạt, cạnh áo xanh. Này này, con len á. Con nào? Con len á. Len. Đây á. Con len đêm mẹ. À, và nó chứ phải là cái xanh. Đó, ngay ngoài vẽ á, ngay ngoài tháng chứ. Đây á. Con này á. Mệt quá à. Đây á. Con đó, con ren mà. Nó phải con ren. Con đấy. Cạnh áo xanh. Hoa vàng nhạt, cạnh áo xanh. Hoa vàng nhạt. Con vừa được tắm à. Mệt quá. Lần nhận thật đấy chứ. Rồi em lấy chị con này bị hư khóa này. Lấy chị một con đuôi cá bị hư khóa nhá, chị nào lấy hư khóa cho em. Hư khóa con này size nhỏ, không thì các chị lấy về cho bé cũng được này. Các bé cũng được nhá, mà chị nào size nhỏ nhỏ cũng vừa chị ơi. Chị nào mà size S, chị nào size S, size M cũng vừa, hoặc là các chị lấy cho bé tầm 35-40kg nhá.
35 đến 40 kg măng vừa, hoặc là các chị bé, chị nào mà tầm 45 kg đổ lại măng vừa cho em. Chị nào lấy mã hư khóa cho em 40.000. 40k mã hư khóa cho em nhé, hư khóa 40k. Size S, size M hoặc là các chị lấy cho bé cũng được. Size S, size M măng vừa, lấy hư khóa, chất hư khóa cho em. Hư khóa 40k mã hư khóa này. Hư khóa 40.000. Hoa vàng hồng đằng sau lưng. Hoa vàng hồng. Hoa vàng hồng đằng sau lưng. Con nào trời? Đây là cái con. Cái con lấy mẹ cầm á. Không phải. Mẹ kia đó, đúng không? Con này là chị, đợi em một xíu. Rồi lấy chị con lụa này xinh đấy chị này. Lấy chị một mảng lụa nhá, lụa hai lớp dáng dài cho em. Con này cực kỳ xinh luôn, cái kiểu của nó hơi lạ lạ một tí. Cái họa tiết của nó hơi lạ nhá, lụa hai lớp dáng dài cho em. Rồi con này chị nào size S size M. Size S size M mang vừa cho em, con này xinh này. Size S size M mang vừa nhá. Chị nào lên mã 33, lấy 33 cho 33 cho em, con này sang. Con này hơi bị sang luôn, lấy mã 33 cho em. 33 hư khóa. Hư khóa của chị Nguyễn Nguyệt kìa. Chị Nguyễn Nguyệt ơi, không phải lên số đâu, 40. Em có số rồi. Mã 33 cho em nhá, mã 33. Mã 33 cho em là 250. 250.000 mã 33 cho em, lên XL đi em, lên 2X chị. Lấy 33 chắc 33 cho em, mã 33 cho em, 250 chị nhá. Lụa hai lớp dáng dài cho em, con này màu lạ chị này. Cái này họa tiết của nó hơi xinh luôn. Chị đó lấy 33 chắc 33 cho em, 33 250 chị ơi. 33 250 chị nào mà size. Size SM, SM mang vừa lấy 33 chắc 33 cho em, 33 250. Đây chị ơi, con này cũng phải lụa nhá, lụa hai lớp dáng dài cho em chị. Mà con này chị nào size M, size nhỏ thôi chị ơi. Con này chị nào size M, eo 72-74 chị này, xinh chưa? Eo 72-74 mang vừa chị nào size SM nhá. SM mang vừa cho em, chị nào lấy má. Mạ 311, mạ 311 220.000. Mạ 311 220 chị nào size SM, eo 72-74 mang vừa. Eo 72-74 mang vừa lấy mạ 311 cho em. 311 220 chị nhá. Mạ 311 220 chị nào mà SM thôi. SM mang vừa eo 72-74. Lấy mã 311. 311 220.000 nhá chị nhá. 220k mã 311 cho em. Lấy dạng ngắn cho các chị nhá. Em lên phong ngắn đi. Lấy chị một con dạng ngắn này. Không vừa chị, chị mặc size gì chị? Chị mặc size gì mà không vừa? Có cái nào eo 68. Eo 68 hả chị? Số 870 là nhỏ nhất rồi. Rồi con này chị nào size SM này. SM mang vừa cho em nhá, eo 68-70. Rồi để sơn lên cho con này xem có phải không này. Rồi lấy chị một mã lụa, lấy lụa chất lụa cho em nhá. Mã lụa cho em 60.000. Mã lụa cho em 60k chị nào eo 72-74 size SM mang vừa. XL em vừa lên đó chị. Eo 72-74 mang vừa. Chị nào lấy mã lụa cho em, lụa, mã lụa 60.000 mã lụa. Con này nó là màu hồng rốt này chị này. Lấy cho chị một con gen nhá. Lấy chị con gen, con này là màu hồng rốt cho em. Con này cũng xinh này chị này. Chị mặc XL hả? XL em vừa lên được phải. Rồi đây chị ơi, con này xinh, màu hồng rốt cho em, cực kỳ xinh luôn này. Nó là vải gen nhá. Đây S6870, size S mang vừa. Con này có độ co giãn nhẹ một xíu. Nói chung là một xíu thôi nhá. Có hàn nút bên hông cho em này, xinh chưa chị ơi. Rồi con này chị là S6870 mang vừa. À, bao nhiêu một đầm? Chị ơi, cái nào em cũng bảo dài hết nha chị nhá. Cái nào em cũng nói dài hết. Rồi con này chị mạ 322. Mạ 322 cho em xin chị ơi, 322-160. Mạ 322 cho em 160.000. Chị nào mà size S eo 68-70 đi chị ơi. Eo 68-70 mang vừa mạ 322, 322-170 này. Mạ 322 cho em 170.000. Chị nào 322 cho em 322-170 nhá. Chị nào mà size S eo 68-70. Hình như có con đó thôi chị. Hình như là có con đó sẽ á. Con đen này được không? Chị bằng lăng. Chị bằng lăng tím. Hình như cái này nhỏ lắm ấy. Cái này thì nhỏ quá, cái này nó tận XS lận. Cái này chị nào XS nhưng vừa thôi nhá. Nói chung là rất chi là nhỏ, mạ đen cho em. Mạ đen đen 120. Chị nào XS thôi chị ơi. Nói chung là size XS eo 66 quay đầu thôi. Rồi lấy chị con caro này. Lấy chị một mã caro nhá. Chị nào lấy caro chốt caro cho em. Em chào chị Năm Mai này. Rồi lấy chị con này size to.
Chị nào eo 80, 82, size L. Một con caro rằng lỗ cho em nhé. Size L mang bộ eo 80, 82 quay đầu. Chị lời mã 04. Lấy 04 chốt 04 cho em 04, 80.000. Mã 04, 80k. Chị nào mà size L mang bộ. XL mang bộ lấy 04 chốt 04 cho em này. 04, 80.000 mã 04. À đây này chị ấy này. Đây bằng lăng. Bằng lăng tí mơ đây. Con này xinh. Nhỏ xíu thì siêu à. Con này thì mắc tiền hơn nhá. Con này tới 250 lận. Rồi đây chị ơi, lên chị con lụa này size nhỏ này chị này. Mã lụa cho em lụa 250. Đây chị ơi, E68 này, E66, 68. E68 70 đây chị ơi. Mã lụa nhá, lụa 250 chị này. Có hàng nút bên hông này, lấy con này đi chị. Chị bằng lăng tím. Lấy lụa chất lụa cho em, mã lụa, mã lụa. Con này là size XS này, E68, E66, 68. Size nhỏ chị. Nói chung là hết con nhỏ đó. Có đúng hai con này thôi đấy. Rồi lấy mã lụa nhá, lụa 250. Chị nào lấy lụa chất lụa cho em, lụa 250, size hơi nhỏ. Em lấy chị một con cách tân này. Con cách tân này size hơi to, nhưng mà cái màu nó cực sang luôn nhá. Màu hơi sang luôn, chị nào mà 60-65kg mang vừa. Cao 1m60, 60kg. 62kg, 1m60. Đây chị ơi, lấy con này đi. Này này, phong suông này, nó là cách tân này chị này. Con này sang lắm luôn chị ơi, lấy con này đi. Chị nào eo 85 nhá. Nhưng mà cách tân các chị mặc nó hơi rộng một tí mới xinh. Con này cực kỳ sang luôn. Nó là dáng lỡ. Chị nào mà 60-65kg này, 65kg quay đầu mang vừa cho em nhé. Lấy mã 110. Mã 110 cho em xinh chị ơi. Mã 110 cho em 90.000 này. 90k mã 110 cho em nhé. Mã 110 cho em. 110 90.000 mã 110 cho em. Vậy thì thích vậy lại không có rồi chị ơi. Nếu mà chị ưng như vậy thì lại không có rồi. Nó lại không có size của chị. À cho chị con to đó đi hả. Cho chị con to đó đi hả. Lấy lên số cho em nhé chị Ánh. Chị Ánh Hồng. Chị Ánh Hồng ơi, lấy lên số cho em. Lấy con này thì lên số cho em. Màu của nó cực sang luôn chị. Màu hơi bị sang luôn. Cách tân em hết rồi chị ơi. Hết cách tân rồi. Rồi em lấy chị con trắng này. 90. Rồi chị nào E74, 76 chứ chị nào size L mang vừa. E76 luôn mang vừa cho em. Chị nào size L lấy con này cho em này. Chị nào lấy mã 08. Mã 08 cho em 30.000 nhá. 30k mã 08. Lụa vừa rồi em bao nhiêu à? Lụa vừa rồi size nhỏ chị ơi, E68 70 thôi. E68 70 thôi chị. Rồi chị Ánh Hồng lên số rồi. Mã 08 chứ, mã 08 30.000. Mã 08, 08 chị có may 30 này. Con lụa vừa rồi là size E68 70 chị ơi. Có nhung đỏ dáng dài không? Không chị, không có nhung đỏ. Em không có nhung. Rồi đây nhá, lấy chị con này xinh này. Lấy chị một con hoa tím đi. Hoa tím này chị nào size L. Hoa tím chị nào size L mang vừa E76-78. Này size L lớn nhá. Lấy hoa tím cho em hoa tím 30.000. Mã hoa tím 30k. Chị nào size L lớn mang vừa cho em con này E76-78 mang vừa. E76-78 mang vừa mấy size L lớn. Đây chị ơi, em có một con cách tân này xinh này. Chị nào 65kg quay đầu nhá. 65kg mang vừa cho em một con cách tân màu hồng. Con này là vải lụa cho em chị ơi. Con này nó là vải lụa nhá. Hoa tím của chị có may. Rồi con này chị nào lên mã. Mã 319. Mã 319 cho em 200k nhá. 200k mã 319. Chị nào 65kg mang vừa cho em. Nó là dáng cách tân cho em chị nhá. Nó là form cách tân cho em. Mã 319. Mã 319 cho em 200.000 mã 319 này. 319 200k. Rồi lên chị con này nữa. Lên cho chị một con cách tân nữa. Lấy cách tân cho em. Các chị nào thích cách tân thì lấy con này cho em nhá. Lấy cách tân về ăn Tết. Rồi đây nhá chị ơi, lấy chị con cách tân nữa. Con này nó là vải gen cho em. Con này xinh chị này. Chị nào mà 60-62kg đấy. 60-62kg mang vừa. Chị nào XL nó mang vừa này. Xinh chưa chị ơi. Chị nào XL mang vừa cho em nhé. Chị nào lấy con này cho em này. Con này chị nào bạn 230. Hả? Con này á. Chị Ánh Hồng ơi, lấy con này không? Con này xinh này, có tay này. Mã 230 cho em, 230-180 này. Mã 230-180 chị nào mà size XL. L80 quay đầu nhá, 60-62kg mang vừa. Mã 230 cho em, 230-180. 230-180 chị nào size XL mang vừa cho em.
Rồi bên đây chị con xanh này, xinh này. Con này co giãn được eo 85 nhá. Chị nào XL nhưng mà nó co giãn được eo 85 mang vừa. Co giãn eo 85 mang vừa, chị nào lấy xanh, mã xanh cho em nhá, xanh 60.000. Mã xanh 60k, chị nào mà XL, eo 80 mang vừa, co giãn được eo 85 chị nhá. Co giãn được eo 85 mang vừa, lấy xanh chất xanh cho em, mã xanh 60 nhá. Mã xanh cho em 60.000, chị nào lấy xanh chất xanh cho em, xanh 60k. Mã xanh, xanh 60, chị nào mà XL mang vừa, có bị ẩn con chấm vào lên nào. Rồi em lấy chị con chẳng theo. Lấy chị con chẳng theo này xinh chưa? Có hàng nút chạy bên hông cho em nhỉ. Chị nào lấy chẳng theo, chốt chẳng theo cho em nhé. Mã xanh của chị cỏ may này. Rồi lấy chị một mã chẳng theo, chị nào lấy chẳng theo, chốt chẳng theo cho em. Chị con hả? Chị con đỏ. Cái gì? Chị con đỏ. Chị con đỏ, con đỏ, con đỏ này á chị Ánh Hồng. Con này là chị Ánh Hồng ơi. Con này phải không? Có phải con này thì lấy mã 3, mã 302 nhé. Mã 302 cho em 180. Lấy mã 302 cho em 302 180. Nó là size XL á. Rồi con chị này, con này hoa là hoa theo ấy chị nhá. Hoa theo trực tiếp lên vải cho em. Rồi ok chị. Chị đang mã eo 767, ai gì eo 80 này. Chị là size XL nhá. Eo 80 mang vừa, lấy mã trắng này. Chị là trắng thấp trắng cho em, mã trắng 60 nhá. Mã trắng cho em 60.000 mã trắng. Mã trắng cho em 60k, chị là mã eo 80 quay đầu. Eo 80 mang vừa, lấy trắng thấp trắng cho em, trắng 60.000 mã trắng này. Trắng 60. Rồi con này chị nào size L, eo 7678. Eo 7678 mang vừa cho em nhé. Con này xinh nhỉ, eo 7678 mang vừa. Eo 7678 mang vừa, chị nào lấy mã 17 đi. Mã 17 cho em 50.000 mã 17 nhé. Mã 17 50k. Chị nào eo 7678 mang vừa, chị nào size L. Size L mang vừa cho em lấy mã 17. Mã 17 cho em 50k mã 17 này. Mã 17 50.000. Chị nào size L mang vừa cho em. Chị nào lấy 17 chốt 17 cho em nhé. Mã 17. Rồi lấy chị một con lụa hay lớp dáng dài cho em. Con này xinh nhỉ. Con này chị nào size nhỏ. Lấy chị con này xinh nhá chị ơi. Chị nào lấy mã xinh đi. Lấy xinh chốt xinh cho em. Lụa hay lớp dáng dài cho em nhé các chị ơi. Con này họa tiết của nó xinh nhỉ chị này. Họa tiết cực kỳ xinh luôn. Rồi con này chị nào size L nhá. Eo 76 mang vừa cho em. Eo 74-76 xinh chị ơi. Eo 74-76 lội mang vừa cho em. Eo 74-76 mang vừa lấy mã 114. Mã 114 cho em 240 nhá. Mã 114 cho em 240.000. Chị đang bán hàng nên khó nghe quá. À vậy á chị. Khổ vậy, vừa coi vừa bán vậy á. Lấy mã 114 cho em. Mã 114 con này chị nào size L mang vừa cho em nhá. Chị Tori Nhung. Mã 17. Mã 17 kìa. Size mã 17. 5 size 7L điện thoại là sao? Là sao chị, cái gì mà 5 size. 5 size 7L là sao chị? Con đây eo 76 chị, rồi chị lên số kìa. Nhiều khi mình nói chắc chị nghe không rõ sao. Rồi em lấy cho chị một con gen nhá. Lấy chị một mã gen này, con này rằng lỡ. Con này cái kiểu, cái vải của nó xinh chị này. Lấy chị một mã gen cho em. Rằng lỡ nhá chị ơi. Con này là vải gen nhưng mà vải gen nó dày. Không phải như là hàng gen kia đâu. Rồi đấy chị ơi, con này xinh chưa. Eo 76. Chị là size L mang vừa, con lỡ rằng lỡ cho em nhá. Eo 76 mang vừa cho em này. Chị nào lấy mã 24. Dạ đúng rồi chị, chỉ có hai con tách tân nhá. Rồi con này chị lấy mã 25 cho em. Mã 25 eo 76 mang vừa, lấy 25 chất 25 cho em này. Mã 25 150. Hoa theo size XL. À hoa theo, một con hoa theo nữa. Hoa theo. Hoa theo 60, đó con đó đúng rồi. Con này không phải. Hoa theo màu trắng ấy. Rồi đây nhá chị nhá. Chị nào lấy mã. Mã 25 cho em, mã 25 150 này. Đúng rồi, size XL đó. Mã 25 cho em 150. Chị nào mà size L mang vừa. Size L mang vừa chị ơi. Lấy chị con xanh này. Lấy chị con xanh này xinh. Con này nó là dạng vải von cho em chị nhá. Rồi chị nào lấy mã xanh. Xanh eo 72 74 chị nào sẽ SM nhá. SM mang vừa cho em lấy mã xanh, xanh 60 nhá. Mã xanh 60.000 chị nào sẽ SM mang vừa.
SM mang vừa cho em lấy xanh, chất xanh cho em, mã xanh 60. Con kia bao nhiêu nhỉ? Con dưới. Rồi em lấy cho con này, nó là form suông nhá. Con này nó là dáng suông, chị nào là tầm 55 đến 57 kg mang vừa. Em chào chị Hoa Vũ này. 55 đến 57 kg mang vừa, chị nào lấy mã đỏ đi. Này nó kiểu cách tân cho em. Mã đỏ, mã đỏ. Mã đỏ cho em nhé, mã đỏ 70.000 mã đỏ này. Đỏ 70k, nó dạng như là áo chị ơi. À cái gì, nó là cách tân chứ, em lộn. Nó là cách tân nhá, chị nào mà tầm 55 57 kg thôi. 55 đến 57 kg mang vừa, size L nhá. SML mang vừa cho em, mã đỏ, mã đỏ 70.000 mã đỏ. Đỏ 70k. SML, SML mang vừa mã đỏ. Mã đỏ 70.000. Rồi lấy chị con lụa này xinh này. Con lụa này chị nào sẽ SM thôi. SM mang vừa nhá, lấy lụa chốt lụa cho em, mã lụa 60.000 mã lụa cho em. Mã đỏ chị có may. Rồi chị nào lấy lụa chốt lụa cho em, lụa 60k. Chị nào sẽ SM mang vừa, chị nào lấy mã lụa 60.000 nhá. Mã lụa 60k, chị nào sẽ SM mang vừa. SM mang vừa lấy lụa chốt lụa cho em, lụa 60 này. Em lấy chị con công này. Lấy chị con công nhá, con này chị nào sẽ SM thôi, nhưng mà nó bị hư khóa. Con này bị hư khóa cho em nhé, chị nào lấy mã hư khóa đi, hư khóa 80.000. Hư khóa 80k, chị nào mà size SM. Nó bị hư khóa em không kéo được các chị ơi, nó mắc ngay đây rồi. Nó mắc ngay phần này rồi nhá, rồi chị nào size SM mang vừa. Lấy hư khóa, chất hư khóa cho em, hư khóa. Hư khóa 80k mà hư khóa nhá, hư khóa 80k. Chị nào size SM mang vừa. Nó còn mới lắm luôn, mới 99% chị ơi. Lấy mã hư khóa. Hư khóa 80.000 mà hư khóa chứ. Em có con gấm nữa chị này. Lấy chị một mã gấm nhá. Con gấm này chị nào sẽ SM. SM mang vừa bị lỗi một xíu thôi chị ơi. Bị lỗi một khúc này thôi nhá. Lấy mã lỗi. Mã lỗi cho em, lỗi 80 nhá. Mã lỗi 80.000. Chị nào sẽ SM mang vừa cho em. Giang lỡ, tay lỡ cho em nhá. Giang lỡ, tay lỡ mang vừa. Chị nào lấy mã lỗi. Mã lỗi cho em, lỗi là một là... Mã lỗi là 80k mã lỗi nhé. Lỗi 80.000, chị nào mà size à? Một tối hả? Rồi ok chị. Rồi chị nào lấy mã lỗi cho em, lỗi 80. Mã lỗi 80, đây á. Con này xinh. Đây á. Đây chị ơi, con này đi, con này xinh hơn này. Con này lụa hai lớp, con này sẽ size của chị đây. Nó cũng là size của chị nhá. Size XL đây. Rồi lấy chị một con lụa hai lớp dáng dài dáng lỡ. Lâu lắm mới thấy chị like. Chị Minh Hiền. Chị Minh Hiền. Vậy á chị? Chị Minh Hiền. Chị ơi cái gì nhỉ? Em bị cái nick em bị mất. Em mất em mới lấy lại được đây chứ mấy. Rồi đây nhá các chị nhá, chị là E80 82 size XL này. Con này xinh vậy này, lấy tay lỡ. Tay lỡ cho em 180. Tay lỡ 180, con này chị hả? Con này xinh vậy này, tay lỡ 180 của chị Ánh Hồng. 180.000, xinh lắm luôn chị ơi. Cực kỳ xinh nhá, hàng lụa hai lớp mà lại là có tay dáng lỡ kia. Màu tối, chị thích màu tối nữa hả? Màu tối. Em có con nhung này, chị nào lấy nhung không? Em có con nhung này. Chị đưa. Là sao chị Ánh Hồng? Chị đưa cô được. Chị đùa cô được. Không. Chị lấy áo rồi, đẹp lắm nhưng mà không vừa được cái nào. Chị Nguyễn Đông Tú, chị Nguyễn Đông Tú của vậy ha chị. Vừa mà không đẹp mà không vừa cái nào à, chi mà khổ vậy trời. Rồi nhá, em lấy chị con này là vải nhung cho em nhá. Chị nào mà size L eo 85 mang vừa, nó có độ co giãn cho em. Chị nào lấy mã nhung. Lấy nhung chất nhung cho em, nhung cái này về các chị may lại cho nó bị bung ra này. Mã nhung cho em, mã nhung 150 nhá. Nhung 150.000, chị nào mà size L mang vừa cho em. Size L mang vừa lấy mã nhung nhá, nhung 150. XL mang vừa eo 80 82 chị này. Eo 82 85 chứ. Nha 82 85, tại vì nó có độ co giãn cho em, lấy mã nhung. Nhung 150 mã nhung cho em, nhung 150. Chị nào mà size em. Chị nào eo 84 85 nhá. Eo 84
tư làm A, em có con cách tân này chị này. Cái này xinh chưa chị ơi? Mỗi tội là bị hư khóa. À không phải là hư khóa, mà là nó nó bị dơ một xíu thôi. Cái này cho em nhé chị nhá. Cái này nó cực kỳ xinh luôn, nhưng mà nó bị cái phần khóa hơi khó kéo một tí. Về các chị sửa lại cho em nhé. Rồi chị ơi, lấy chị con này xinh chưa? Chị nào SML L7274 mang vừa cho em cực kỳ xinh luôn chị này. Cái phần tay của nó mặc lên cái form xinh lắm luôn chị ơi. Nó bị dơ đi một xíu cho em nhé. Nó dơ cái phần này về chị dặn này. Rồi con này cái khóa nó vẫn kéo được nhưng mà hơi chắc. Về các chị lấy cây đèn cầy á, các chị trà nó vào các chị kéo được nhá. Xem chị ơi. Rồi con này chị nào lấy mã xanh, xanh 120 nhá. Mã xanh 120.000 chị nào sẽ SML mang vừa. SML mang vừa cho em mã xanh, xanh 120. Mã xanh 120.000 chị nào sẽ SM thôi. Lấy xanh chất xanh em. Phần này là theo hết cho em nhé. Phần ở cổ này là nó theo nhé các chị ơi. Lấy xanh chất xanh em. Xanh 120 bị rơi một tí. Chị nào sẽ SM được vừa. SM mang vừa lấy mã xanh. Xanh 120. Cái khóa nó hơi khó kéo một tí, hơi chắc một tí chị nhé. Lấy mã xanh. Xanh 120 mã xanh này. Mã xanh, xanh 120. Rồi lên tiếp cho chị một con lụa nữa này. Một con lụa size to anh chị ơi. Lên cho chị một con lụa size to. Các chị ơi chấm bài tương tác lên chị em với các chị ơi. Một con lụa hai lớp ràng lỡ. Một con lụa hai lớp ràng lỡ cho em nhé các chị nhé. Rồi L8284 chị này. L8284 mang vừa. Xem đỏ xem đỏ đô sau lưng em. Đỏ đô sau lưng em. Rồi đây chị ơi L8284 chị nào sẽ XL này. XL mang vừa cho em xinh chứ chị ơi. Dáng lỡ tay lỡ cho em nhá. Cái phần tay của nó làm cũng xinh chị này. Con này có sức nhẹ một xíu cho em. Nói chung là một đường thôi nhá. Nói chung là rất chi là ít. Rất chi là ít mang cho các chị ơi. L80-82 mang vừa chị này mạng 39. Mạng 39 cho em 120 chị nhá. 39-120. Lụa hai lớp dáng lỡ cho em. Lấy mạng 39. Mạng 39-120 chị nào sẽ XL này. XL mang vừa cho em mạng 39. Mạng 39 cho em 120.000 mạng 39. Chị nào lấy 39 chọn 39 cho em 39-120. Con này hả chị? Con này nó dài ấy chị ơi. Con này nó hơi dài nhá. Cái phần khóa của nó bị gãy một xíu. Nói chung là gãy một xíu thôi. Vậy là chị sửa lại cho em được. Đây nhá chị ơi, con này xẻ tà một bên. Nó đâu xẻ tà hai bên chứ. Nó có xẻ tà hai bên cho em chị này. Sắt nách cho em. Con này sắt nách nhá chị nhá. Rồi chị ơi xinh chưa? Nhưng mà size size nhỏ. Chị nào mà sẽ SM thôi, L7274 thôi. Mã 39 của chị Hoàng Sơn. Này các chị mặc đi tiệc cái đồ xinh đi chị này. Dáng của nó xinh chưa? Chị nào sẽ SM thôi. SM mang vừa có xẻ tà hai bên nhá. Chị Hoàng Sơn biết làm cách nào nữa. Rồi con này chị nào sẽ SM mang vừa. Chị nào lấy mã 09. Mã 09 cho em nhá, 130.000 mã 09 nhá. 09130. Chị nào lấy 09 cho 09 cho em 09130 nhá. Có chọn cho chị một cái nữa. À, lấy cho chị một cái nữa đi hả? Rồi mã 09 cho em mã 09130. 09130. Chị không thích màu tối màu sáng mà. Đến xem con này nó là size gì. Mã đỏ XL. Mã đỏ. Con này vừa xong rồi. Con nào 70. Đỏ XL 70k. Đâu phải mấy con này 82, con này 80. Đâu có con nào đâu chị. Đâu có con nào XL 80 đâu. Chị cầm theo mã cho em cho nó dễ đi chị ơi. Lên mã cho em cho nó dễ. Em lấy con đỏ. Đâu có con đỏ nó size L đâu chị ơi. Nãy giờ chứ có con đỏ nó size L mà chị. Rồi đây nhá chị ơi, con này chị nào mà sẽ SM này, L7274. L7274 mang vừa cho em con này xinh nhá. Màu đen, tay lỡ màu đen. Đây á. Tay lỡ màu đen. Đây á. Đúng rồi. Con này bị chưa lên mà. Thôi nhỏ. Nhỏ, con đó size nhỏ. Con này. To quá. Rồi con này chị nào sẽ SM chị ơi, lụa hai lớp dáng lỡ cho em nhé. Chị nào sẽ SM được mang vừa cho em. Lên mạng 318.
Mã 318 cho em xin chị ơi, lụa nhé chị ơi. Hàng lụa. Cái hình của nó là hình em chào chị Nguyễn Tuyết Nhung. Hình là cái gì nhỉ? Nó gọi là cái gì ta? Cái hình này đẹp không chị này? Chị nào mà size SM thôi em 7274 nhá. Em 7274 mang mùa cho em mã 318. 318 size SM mang mùa. Chị thích hàng cái. Chị bảo chị này cho em khó nhất. Mạng 318, 318 cho em. 318 là cái gì nhỉ? 318 là... Đấy chị ơi, con này xíu xinh này. Mạng 318 cho em nhé. Mạng 318 là 170. Mạng 318 là 170. Chị nào sẽ SM mang vừa lụa hai lớp cho em. Đấy chị ơi, chị... Xin chào chị Nguyễn Hiền. Chị Giang Giang cho xem màu đỏ. Màu đỏ sau chị mặc size gì chị ơi? Chị Giang Giang chị mặc size gì á? Đây chị Ánh Hồng ơi, con này size hơi to. Ui con này to. Con này chị nào phải eo 85-90. Con này eo 85-90 cơ. Chị nào mà 65-70 kg. 65-70 kg mang vừa. Con này size 2X nhá. 65-70 kg mang vừa cho em. Mã to đi. Mã to. To 140 nhá. Lụa hai lớp rằng lỡ cho em. Mạ to 140. Nó giờ chỉ có ràng ngắn được không chị? Ràng ngắn được không? Ràng dài chắc không có của chị rồi. Đây chị, eo 80 này. Mạ to, to của chị Bích Hợp. Đâu rồi ta? Mạ to. To của chị Bích Hợp. Đây nhá chị ơi, con này chị là size XL eo 80 này. Eo 80 mang vừa, size XL mang vừa. Ràng lỡ chị này, con này xinh chị này. Em ướm vào cho chị coi thôi nhá. Em ướm vào cho chị coi form thôi. Đây chị ơi. Con này lấy mã mã 519 đi. Mã 519 cho em 60.000 nhá. Mã 519 60k. Chị nói lấy 519 cho 519 cho em. 519 60.000. Nó có cái hàng nút đây này. Nhớ chị đóng cúc lại cho em nhá. Mã 519 cho em 60.000. Chị nào mà size size XL eo 80. Chị mặc size S hả? Chị Giang Giang. Chị mặc size S màu đỏ. Màu đỏ size S. Đỏ sẽ chắc không có quá. Đỏ sẽ em có con này thôi chị. Một con kim sa này. Đằng trước đằng sau nó đều như vậy cho em nhé. Chị Ánh Hồng. Chị Ánh Hồng ơi lấy con kia không chị? Con đỏ ràng lỡ chị ơi. Không có size của chị nữa rồi. Hàng dài là không có size của chị nữa rồi. Rồi con đỏ cho em. Đỏ này là 150 nhé. Mã đỏ 150 này, chị nào sẽ SM này. SM mang mùa mã đỏ. Đỏ 150 chị ơi. Mã đỏ A không, sẽ S thật đấy chứ. E6870 chị này. E6870 mang mùa mã đỏ. Mã đỏ cho em đỏ 130 nhá. Mã đỏ 130.000. Chị nào sẽ SM thôi. Sẽ S chứ. Sẽ S mang mùa E6870. E6870 mang mùa. Chị nào sẽ S thôi. Mã đỏ 130. Chị nói đỏ cho đỏ cho em nhé. Mã đỏ 130.000. Chị nào size S. Size S mang mùa E6870 nhá các chị ơi. E6870 mang mùa. Chị nào size S. Rồi đây lấy chị con này xinh này các chị này. Một con lụa hai lớp dáng dài sát nách cho em nhá. Con này màu cũng được chị này. Nói chung là không tối mà cũng không sáng. Cái màu hơi bị xinh luôn. Màu cực kỳ xinh luôn nhá. Chị nào size L này. Chị nào thích sát nách thì lấy con này cho em. Chị bán hàng mới vô coi hả? Đây chị lấy con này đi. Chị nào eo 80, tặng eo 82, 84. Một con sát nách xinh cho eo 82, 84 cho em nhé. Lụa hai lớp dáng dài cho em chị này. Con này chị nào lấy mã. Mã 420. Mã 420 cho em nhé. 180k. 180.000 mã 420 cho em. 420. Chị thích cỏ tay hả? Mã 420 cho em. Mạ 420 1m50 dài không? Không chị, em còn chưa được 1m50 chị ơi, em mặc chị thấy không? Em còn chưa được 1m50 luôn á, chị thấy em mặc xinh không? Không dài nhá. Không dài mặc vừa phải chị ơi. Chị Giang Giang lấy con đỏ đi. Em có 1m47 thôi, không được 1m50 đâu. Rồi con này chị nào lên mạ 420. 420 180. Trên đây chị này chị Ánh Hồng lấy con này đi. Con này màu cũng xinh này. Em vừa mặc đó chị ơi, chắc chị không thấy đâu. Mã này nhá, mã 519.
Mã 519 cho em, 420 của chị Bích Hợp. Con nó xinh chị Bích Hợp. Lụa hai lớp cho em. Này con ơi, chốt này cho chị Bích Hợp cho mẹ. Đây đây đây. Một tấm mua đi không? Rồi đây nhá chị ơi, chị Ánh Hồng lấy con này đi, dàn lỡ. Dàn lỡ cho em, cái vải của nó cực kỳ xinh luôn chị ơi. Mã 519. Mã 519 cho em 50.000, mã 519 nhá. 519 50k. Chị nào lấy 519 chốt 519 cho em, 519 50.000, chị nào mà size L 420 con lụa đó, 180. Rồi em lấy chị một con đỏ theo này, con này không phải là màu đỏ. Màu tím nhá, con này là màu tím cho em. Lấy chị một con tím theo, chị nào size L. Em canh sườn bé mà ngủ chốt điện thoại vô mặt. Gì mà khổ mà chị. Không. Không chị ơi, con đó mặc xinh nhá, chị không già đâu. Em mặc còn được nữa là của chị Bích Hợp 180. Rồi con này chị nào SML vừa nhé chị ơi, SML mang vừa. Size SM thì các chị bạc hơi rộng này nhá em, nó là thong suông cho em nhé. Còn các chị mà size L thì nó ôm hơn nhá. Như em mặc size S này, em mặc size S em cũng mặc được đây. Size màu đỏ có hoa, màu đỏ có hoa thì chị lại mặc không vừa. Màu đỏ có hoa chị mặc không vừa chị ơi, con đó sẽ size to mất rồi. Rồi chị nào lấy má đỏ theo đi, đỏ theo cho em 70k má đỏ theo nhá. Đỏ theo 70.000. Chị nào lấy đỏ theo chắc đỏ theo cho em, đỏ theo 70.000. Hàng bé à chị, sao mà khổ thế nhỉ? Hàng bé à chị đến xem nào. Em không biết nó nằm góc nào nữa đây. Khổ quá đi. Không biết là góc nào để mà lên nữa chị ơi. Tại vì em không lựa riêng. Em không để riêng á chị ơi. Bé chị bao nhiêu ký? Đây của bé đây. Bé này tầm 25-30 ký này. Bé này 25-30 ký mang vừa màu. Chị Thanh Xuân Lê có sườn sản to không em? Có chị ơi. Có nhưng mà chị mặc size gì á? Chị mặc size gì em lên cho. Rồi bé nào tầm 30-35 ký mang vừa nhá. Mã lụa cho em lụa 40 này. Mã lụa 40.000, bé nào tầm 30-35 ký. Con đó là bé size hơi to. Bé đó là hơi to cho em nhá. Trời ơi, em không biết là nó nằm... À, đây chị ơi. Đây, có bé này size nhỏ hơn này. Chị được 3 cái là bao nhiêu tiền rồi? 3 cái là bao nhiêu tiền của chị Ánh Hồng á? Rồi đây chị ơi, con này có độ co giãn nhá. Chị bé nó là tầm 25kg. 25-27kg, nó là dáng đôi cá cho em chị ơi. Nó là form đôi cá nhá, 25-27kg mang vừa xinh chị ơi. Mã đuôi cá cho em, đuôi cá 50.000 mã đuôi cá này. Đuôi cá 50k, bé này là tầm 27kg nhá, có độ co giãn cho em. Nó là form ôm body. Lấy mạ bé 50.000, mạ bé 50k, có độ co giãn cho em nhé chị nhá. Là cô chọn cho chị. Một cái nữa hả? Một cái nữa nhưng mà nó lại không có size của chị lấy hàng ngắn được không? 450. Của chị là 450 rồi. Của chị cá của chị. Của chị Lê Thủy Tiên. Này của chị Lê Thủy Tiên. Rồi đây chị ơi. Cá hết rồi chị ơi, chị Kim vàng mình. Lại sau rồi đây nhá chị nhá. Đây chị một mạ bé nữa này. Bé này cũng có độ co giãn nhẹ, tầm 20-25kg nhá. 25kg mang vừa, 50. 25kg mang vừa. Phần này nó thêm hết chị nhá em. Con này cũng của bé, bé là tầm 25kg mang vừa. Lấy mạ đen đi. Mạ đen 50 nhá. Mạ đen 50.000 mang vừa. À mạ đen 50k. Phần này là thêm hết cho em chị nhá. Mạ đen 50. Mạ đen 50.000 thì nào là đen cho em cho em. À rồi ok chị Ánh Hồng này, có gì mai em đi cho. Đen của chị Lê Thủy. Vẫn được mà, quan trọng là cái đường nó đi được không chứ. Được rồi, mã. Đen của chị Lê Thủy Tiên. Lê Thủy Tiên 50. À, có áo dài cách tân không? Áo dài cách tân có chị ơi, chị Thu Duyên. Em có nhưng chị mặc size gì đó. Em vừa bán mất 2 chiếc cách tân rồi. Rồi lấy chị con này xinh này. Lấy cho chị một con này xinh nhá. Rồi em có một con cách tân size to đấy chị ơi. Rồi em có một con cách tân size to, chị nào là phải 60-65kg á.
Không có thêm được cái nào nữa à? Chị ơi, chị lấy hàng caro không? Lấy caro được không chị? Em có con caro này xinh này. Lấy caro, thắt caro cho em. Caro này eo 80 nhá. Caro cho em 60.000. Caro 60k eo 80 mang vừa. Lấy caro, thắt caro cho em. Cái này màu tối, chị này không sáng. Lấy caro cho em, caro 60k. Chị nào mà size L. Rồi đây chị nhá, chị nào size L mang vừa cho em. Size L mang vừa cho em con này xinh cho chị ơi. Chị nào size L mang vừa eo 76-78 mang vừa mã 229. Mã 229 cho em 50.000 mã 229. Xem lại màu đỏ. Mã 229 cho em 229. Chị nào lấy chưa? Chị chưa lấy mà con đó đâu rồi. Mã 229, 229 50.000 mã 229 nhá. 229 50k. Chị nào size L mang vừa. Đây chị ơi, con này size cũng to này. Con này size to hơn, con này nó lại là phong suông. Chị nào mà tầm 60-65kg mang vừa nhá. 60-65kg mang vừa cho em. Lấy chị một con thổ cẩm đi. Chị nào lấy thổ cẩm, rất thổ cẩm cho em. Cho chị coi trên xào đi. Chị ơi, chị mặc size gì á? Chị Trần Diễm. Chị Trần Diễm ơi, chị mặc size gì em lên cho nó dễ nào. Rồi thổ cẩm cho em nhá. Thổ cẩm chị nào mà 60-65kg nhá chị này. Thổ cẩm 70.000 mã thổ cẩm cho em. Thổ cẩm 70k, chị nào mà 60-65kg mang vừa. Con này cũng xinh này chị này. Đây chị ơi, nó cái phần cổ này về cho em nhá. Rồi 60-65kg mang vừa. Lấy thổ cẩm cho em, thổ cẩm 60. XL. Rồi lấy thổ cẩm cho em, thổ cẩm 60.000 mã thổ cẩm nhá, thổ cẩm 60. Chị nào size XL mang vừa. Lấy thổ cẩm cho em. Thổ cẩm của chị nâu sóc, chị nâu sóc lấy số cho em, chị nâu sóc ơi. Chị nâu sóc 60. XL, XL là XL. XL, con này nó là gì? Con này lại size to quá rồi chị ơi, con này size hơi to. Chị này eo 90 nhá. Con này chị nào eo 90 mang vừa, chị sóc nâu, chị lấy số cho em. Thổ cẩm hết rồi chị Ánh Hồng ơi. Em hỏi không thấy chị kia chị lấy mất tiêu rồi. Mã 319 cách tân này, mã 319 cho em. 200k mã 319 nhá. 319 200.000. Chị nào lấy 319 cho 319 cho em, 319 200k. Chị nào lấy 319 cho 319 cho em. 319 200.000 mã 319 này. Cái gì nhỉ? Cái con đuôi cá khi nãy ai lấy rồi? Đưa mẹ lên lại cho. Cái con đuôi cá màu đen. Chưa có ai lấy không? Rồi em lấy chị một con. Có con nào đuôi cá màu đen? Có. Rồi đây á chị ơi, con này xinh này. Lấy chị một con một con xanh rêu. Lấy chị một mã xanh rêu nhá. Con này là dáng lộ cho em chị ơi, xinh chưa? Sẽ SM mang vừa. SM mang vừa. Mike. Mấy cái trên xào. Trời. Cô cục đi cho chị cái nữa đi. Dạ rồi chị. Rồi chị nào lấy mã xanh cho em nhá. Xanh 140 này. Mã xanh 140.000 mã xanh. Xanh 140, dáng dài size S. Dáng dài size S, chị ơi dáng lớn được không? Dáng lớn này size SM này. Lấy mã xanh cho em, xanh 140. Xanh 140 dài size S đây nhỉ. Em vừa có con nào đây nhỉ? Dài size S đây chị ơi, eo 68-70 nhá. Eo 68-70 mang vừa cho em con này. Chị lấy mạng 43. Mạng 43 cho em 250.000 nhá. 250k mạng 43 cho em con này. Chị nào sẽ ép mang vừa eo 68-70 đi chị ơi. Sẽ ép mang vừa có hàng nút bên hông chị ơi. Mạng 43. Lấy 43 cho 43 cho em 43 250 chị nào sẽ ép đó. Sẽ ép mang vừa. Đây chị ơi, con này sẽ ép nữa này. Con này cũng sẽ ép nhá. Lấy mạng đỏ. Lấy đỏ cho đỏ cho em đỏ 130. Mã đỏ 130.000, chị nào mà sẽ mang vội eo 68-70 nhá. Mã đỏ chị em. Mã đỏ là 130, đỏ rồi 130 nhá chị ơi. Sẽ thì em hết rồi chị. À đây con này nữa. Đây nhá chị ơi, lấy chị con lụa ràng lưỡi thử con nào. Chị bận bán hàng, không có thời gian. Chị bận bán hàng, không có thời gian à? Rồi em lên nốt con này, em tìm cho chị một con này. Có màu hồng nào eo 85 không? Màu hồng eo 85 hả? Màu hồng eo 85 chắc không có rồi. Rồi đây nhá, lấy chị một con ràng lỗ này. Một con lụa hai lớp ràng lỗ tay lỗ cho em. Chị nào mà eo 70-72 SM rồi mang vừa cho em. Size SM rồi mang vừa cho em con này. Chị mà 310 nhá. Mạng 310 cho em 180.
Mạ 310 180.000 chị nào sẽ xem hả? Chị bán cái gì à chị Ánh Hồng? Lấy mạ 310 cho em. 310 180 mua chị nào mà sẽ xem mờ mang mùa, dạng lỡ tay lỡ nhá. Lụa hai lớp dạng lỡ tay lỡ cho em. Đây chị ơi, sẽ xem mờ này, mạ 310. 310 là 150. Chị ơi, chị thích dạng ngắn không chị Ánh Hồng? Đây chị Ánh Hồng ơi, con này đi. Lấy mạ lá. Mạ lá cho em nhá. Đẹp quá mà nhỏ hả chị? Đây chị Ánh Hồng lấy con này không? Mạ lá cho em, lá 60.000 mạ lá cho em. Lá 60k eo 82 84 này. Con này có độ co giãn nhá, co giãn được eo 85 mang mùa. Lấy mạ lá cho em, lá 60. Màu sáng mang Tết. 68 86 68 92. Ba sai quá. Trời ơi. Ý là ngực 86, eo 68. Mông 92. Người ta chuẩn vậy. Rồi đó chị ơi, chị Ánh Hồng lấy con này đi. Mạ lá. Mạ lá cho em là 60 nhá. Mạ lá cho em mạ lá 60.000 mạ lá này. Lá 60 chị nào lấy lá cắt lá cho em đi. Khổ quá, nó được cái nọ thì nó mất cái kia chị ơi. Được cái nọ thì mất cái kia nhá. Nó lại không có size của chị như chết chứ. Con lá nó màu cũng tối mà chị, đâu có sáng lắm đâu. Đấy chị không con này được không? Rồi đây chị, con này size to đấy chị này. Con này cũng xinh này chị này. Chị Phương Thảo. Đúng em muốn mua chắc. Là sao chị Phương Thảo? Rồi chị ơi, eo 80-82 này chị này. Eo 80-82 mang mua lấy caro cho em. Caro 70.000 nhá. Caro 70k, chị nào lấy caro chất caro cho em. Caro 70.000. Chị nào lấy caro chất caro cho em. Caro 70.000, chị nào xách L này. XL mang mua cho em, lấy caro chất caro cho em. Caro 70.000 là caro nhá. Caro 70k, chị nào mà sẽ XL mang vừa. XL mang vừa lấy caro chắc caro cho em. Caro 70.000. Nó không có size của chị ấy, chị ơi. Lấy caro chắc caro cho em. Caro 70. Chị bán về dép cho em bé mộng. Bán gì? Về dép cho em bé. Về dép đồ em bé hả? Vậy hả? Ôi hay vậy. Đổi đi chị. Đổi đi. Bán cho em đôi giày đôi dép gì chị. Rồi lấy chị một con nhung. Con này nó là áo nhá. Lấy chị con áo này. Hay là lấy con áo này đi chị Ánh Hồng. Mà áo cho em áo. Chị Vân Ngô. Rồi lấy áo cho áo cho em áo này size to chị này. Lấy mà áo cho em áo nó là vải nhung nhá. Chị nào eo 82-84. Mà áo cho em áo 60.000 mà áo 60k. Con này chị nào eo 82-84 này. Nó là vải nhung nhỉ. Nó là họa tiết nhung. Thôi áo đi, áo 50. Mà áo 50.000 mà áo cho em áo 50k. Chị nào bảo eo 82-84 mang vừa lấy mạ áo. Mạ áo cho em nó không có sang với chị nữa chị ơi, khổ ghê. Mạ áo nhá, lấy áo cho áo cho em. Con này thì lấy to quá. Mạ áo chị nào lấy áo cho áo cho em. Mạ áo là chị lại thích màu tối cơ. Màu tối cơ lại không có size của chị, khổ lắm. Rồi lấy chị con hoa này, không lấy ba chiếc đi chị. Hoa lấy cái con nâu cái này không lấy à chị, con nâu cái đấy xinh mà. Đây chị XL eo 80 này. Con này eo 80 mang mùa cho em đây chị ơi, lấy con này đi. Eo 80 quay đầu nhá, lấy mã hoa tím. Mã hoa tím cho em, hoa tím 60.000. Hoa tím 60k chị nào eo 80 mang mùa XL nhá. Lấy hoa tím chốt hoa tím cho em, hoa tím 60.000 mã hoa tím. Hoa tím 60k chị nào sẽ XL mang mùa cho em. Con kia nó có gì nó cười gì vậy. Rồi chị nào lấy hoa tím chất hoa tím cho em. Hoa tím 60. Hoa tím 60 đi. Chị nào mà sách XL nhá. Rồi con này xinh chị này. Lấy hoa tím chất hoa tím cho em. Hoa tím 60.000 mà hoa tím. Hoa tím 60k.
Rồi em lên cho chị con lụa này. Em chào chị Thi Thủy Phạm này. Rồi lấy chị một mảng lụa nhá. Chị nào lấy lụa chốt lụa cho em. Đây chị ơi, con lụa này cũng size to. Eo 80-82 này, size XL đấy chị ơi. Lấy mã lụa chứ, lấy lụa chất lụa chứ, lụa 60 nhá. Mã lụa 60.000 mang vừa. Qua nay lướt qua thấy em bán đồ đẹp, rẻ mà. Ban ngày, mãi không coi được. Ban ngày hả? À, ban ngày em không bán, chị ơi, ban ngày em không bán, em bán buổi tối không à. Ban ngày em ít lên lắm. Ban ngày nói chung là em phần đai lên buổi tối là nhiều. Rồi lấy mã lụa cho em, lụa 60 nhá. Mã lụa 60.000, chị nào mà size XL, eo 80-82 này. Nhau 80-82 mang vừa lại mã lụa cho em. Mã lụa, lụa 60.000 mã lụa cho em nhé. Mã lụa 60k. Chị nào mà eo 80-82 mang vừa. Lấy lụa chất lụa cho em. Rồi lấy chị con hoa này cũng xinh này. Lấy chị một mã hoa. Chị nào lấy hoa chất hoa cho em. Con chào cô Kim Cúc này. Rồi con này chị nào eo 76-78. Con này chị nào size L nhé. Chị nào size L mang vừa cho em, eo 76-78 mang vừa. Lấy mã hoa, lấy hoa chất hoa cho em. Mã hoa 60.000. Mã hoa 60k. Chị nào lấy hoa chất hoa cho em hoa 60 nhá. Chị nào mà size XL, a gì eo 76-78 size L nhá. Size L thôi chị ơi, eo 76-78 mang vừa. Lấy hoa chất hoa cho em. Rồi em lấy chị một con gen này. Lấy chị con gen này xinh, eo 84-85 nhá. Eo 85 quay đầu dáng lỡ cho em. Lấy mã 257. Anh bảo là nó chả bơi đi. Mã 257, eo 82, eo 85 mang vừa cho em mã 257. Mã 257 cho em 140, mã 257. Chị ăn hết rồi. Mã 257, 140. Đây lấy chị con khăm xuông này. Con xuông này xinh cho em chị ơi. Màu tím hoa cà nhá. Lấy chị một con màu tím hoa cà này. Nó là khăm xuông cho em chị ơi. Chị Ánh Hồng lấy con này không chị Ánh Hồng. Con này xinh này chị Ánh Hồng này. Lấy mã xuông. Lấy xuông chất xuông, mã xuông cho em, nó là màu. Có cái nào lớn, lớn tí cũng được. Về chị bóp vô. Mã hoa của chị Vũ Châu. Ngân ơi chị Vũ Châu có đấy chưa, lên số cho em. Mã hoa, ăn mã thờ, mã xuông. Xuông là eo 80 em. To một tí cũng được hả chị? To thì lại to quá. Chị lại không thích nhưng con này cũng được này chị này. Con này sang này chị này. Con này cực kỳ sang cho em nhé. Một cái khóa là hơi khó kéo một tí. Đây chị ơi, con này vải lụa. Con này vải lụa cho em. Đây chị ơi, không lấy con này đi. Đây chị ơi, con này màu xinh này. Không sáng lắm đâu chị ơi. Màu đẹp nhá. Lấy con này đi chị ơi. Con này được rồi chị này. Rồi con này chị nào lấy mã. Mã 19. Lấy mã 19 chất, mã 19 cho em xin chị ơi. Mã 19 cho em 160. Mã 19 160.000 lụa 2 lớp dáng lỡ cho em chị nhá. Mã 19 cho em 160.000 mã 19 này. Mã 19 160. Chị Ánh Hà, chị Vũ Châu, chị lấy con này lên số cho em nhé chị Vũ Châu ơi. Mã 19 chị Ánh Hồng, chị lấy con đó đi. Giờ chỉ có con đó nữa thôi chị ơi. Mã 19 cho em, mã 19 là ngày khói sắp chiều mai lên. Chị ơi, không thấy này. Hả? Có thấy mà, nhưng chị lấy số đâu. Lấy lên, lên rồi nha. Lên rồi. Nó bị ẩn à, xem thấy. Rồi em lấy chị một con hoa đỏ này. Nó bụi tiêu đâu. Hả? Con đó. Rồi con này chị nào size L nhá, eo 76-78 mang mùa hả? 60. Rồi con này chị nào size L mang vừa, eo 74-76 này. Chị nào lấy mã 235 nhé. Mã 235 cho em 30.000. Mã 235 cho em 30k. Chị nào 235 chất 235 cho em. 235 30.000. Chị nào size L mang vừa cho em nhé. Eo 76 độ mang vừa cho em. Chị nào lấy mã 235. Mã 235 cho em 60.000. Ai gì nhỉ? 30.000 nè. Chị Ánh Hồng. Con coi bên kia bị ẩn nhé. Sai rồi. Số người Vũ Châu sai rồi. Chị Vũ Châu hả? Chị Vũ Châu ơi, sai số rồi, lên lại số cho em cái. Lên lại số cho em nhé. Mã 24, mã 23, 234 của chị có may. Rồi con này chị nào size S chị này, chị nào size XS nhá. Con này chị nào size XS mang vừa, con đó 60. Size XS mang vừa cho em mã đỏ 50.000.
Mã đỏ 50k, chị nói đỏ chất đỏ cho em. Mã đỏ 50.000, mã đỏ. Đỏ 50k, chị nói đỏ chất đỏ cho em. Đỏ 50 nhá. Em lấy chị con trắng này xinh này, con này có độ co giãn cho em. Cái này của chị có may, chị có may có đơn. Có may kia. Chị có may có đơn này, 30. Con đỏ hết rồi chị ơi, chị Vũ Châu hết rồi chị. Rồi con này nha, em lấy chị một mã trắng này. Chị nào lấy trắng cho trắng cho em, trắng sẽ SM, con này có độ co giãn cho em. L7274, nó là dạng ôm body cho em nhá. Cái hoa này là hoa theo chị ơi, nó là có hoa theo cho em. Không phải là trắng trơn đâu, đó các chị thấy không? Thấy hoa không? Rồi lên mã trắng cho em trắng 40.000 nhá. Mã trắng 40k, chị nào sẽ SM mang bùa. SM mang bùa lên mã trắng, trắng 40 nhá chị ơi. Mã trắng 40.000, mã trắng. Mã trắng 40k, chị nào lấy trắng cho trắng cho em trắng 40.000 này. Rồi em lấy chị con này size to. Còn nguyên tem nguyên mát luôn chị nhá. Chị nào L8284 chị này. L8284 mang vừa, lấy mã tem đi. Mã tem cho em tem 40.000 mã tem nhá. Mã tem 40k. Chị nào L8284 này, con này size to chị này. Lấy mã tem cho em, mã tem 40.000 mã tem nhá. Mã tem 40k, chị nào L8284 mang vừa. Lấy tem chất tem cho em, tem 40.000 mã tem. Mã tem, mã tem, tem 40k nhá chị ơi. Rồi con này nó là phong suông chị này. Mã tem của chị có may 40. Rồi đây nhá chị ơi, lên chị con này size to. Con này nó là phong suông nhá, chị nào tầm L85 mang bùa này. L85 mang bùa nó là phong suông cho em. Rồi chị nào lấy mã 23, mã 255. Mã 255 cho em 60.000, mã 255 nhá. 255 60k, chị nào mã L85 đồ lại mang bùa. Nó là phong suông cho em chị nhá. Nó là phong suông, lấy mã 255 cho em. 255 cho em này, người lấy chị con xanh. Lấy Kim Cúc, 255. 255 của cô Kim Cúc. Bao nhiêu? 60. Rồi đây nhá, lấy chị con xanh này xinh này. Chị Xuân Mai, em bị đứng mạng. Vậy ơi chị, mã 255 hết rồi chị ơi, hết 255 rồi nhá. Rồi con này chị nào sẽ SM L7274 mang vừa, lấy mã xanh. Mã xanh cho em nhá, xanh 40k mã xanh này. Mã xanh 40.000 xin chị ơi, mã xanh, xanh 40k. Chị nào sẽ SM mang vừa, mã tem của cái gì? Lê Đinh Thu. Mã 255 hết rồi chị ơi. Cái đó của cô Cưng Cúc ghi đi, của cô đi rồi. Mã tem của chị Lê Đinh Thu kìa. Rồi lên mã xanh cho em, mã xanh 40.000 mã xanh nhá. Xanh 40k chị nào mà sẽ SM. SM mang vừa lên mã xanh cho em, xanh 40. Rồi đây chị ơi, con này chị nào size M, L74 này. Con này chị nào L74 mang vừa cho em nhá. L74 mang vừa, dáng lấy cho em chị ơi, xinh chưa? L74 mang vừa cho em, mã còn tem á. Con còn tem rồi. Đây này. Con còn tem của ai? Chị có mây rồi. Không phải. À, mã tem của chị có mây à? Phải không? Vậy hết tem rồi chị ơi, hết tem rồi. Tem là chị có mây rồi. Rồi đây nhá chị nhá, con này chị nào lấy mã 38. Lên mã 38 cho em nhá, con đó hết rồi. Mã 38 chị nào sẽ SM mang bùa, mã 38 cho em. Mã 38 80.000. Mã 38 80k chị nào sẽ SM mang bùa nhá. Mã 38 80k chị nào mà sẽ SM mang bùa, lấy 38 chất 38 cho em. Mã 38 80.000, chị nào sẽ SM thôi. Rồi em lấy chị một mã mèo. Lên cho chị một con mèo này, lấy mèo chốt mèo cho em nhé. Mã mèo sẽ SM mang bùa. SM mang bùa lấy mã mèo cho em. Mã mèo 40.000 mã mèo nhé. Mã mèo 40k chị nào sẽ SM mang bùa, lấy mèo chốt mèo cho em. Mèo 40, em lấy chị con này có độ co giãn này. Con này có độ co giãn nhé, chị nào tầm 60-65kg mang bùa cho em. Còn tem còn mát luôn chị ơi, còn nguyên tem nguyên mát nhé. Lấy mã xanh. Mã xanh cho em xanh 50.000 mã xanh nhé. Xanh 50k chị nào mà 60-65kg nhé. Nó là phong suông suông nhẹ cho em. 60-65kg mang bùa lấy mã xanh. Dáng dài như bạn hả? Chị Minh Tâm. Chị Minh Tâm thì mặc size gì em lên thế nào? Chị Minh Tâm thì mặc size gì á? Nên dáng dài em còn nhiều, nhưng các chị mặc size gì em lên cho dễ. Em chào chị Trần Minh Phong này. Rồi chị nào lên mã mã xanh nhá, mã xanh. Mã xanh cho em xanh là 50.000. Rồi lấy chị con đen này. Lên chị một mã đen nhé, con này chị nào sẽ XL L85 đổi mang bùa cho em. Tại vì nó có độ co giãn cho em nhé.
Nó có độ co giãn cho em eo 80, 85 mang quần. Lên mạ đen. Mạ đen cho em đen 50.000 mạ đen nhá. Mạ đen 50k. Chị nào mà eo 85 đổ lại mang quần cho em. Eo 85 đổ lại mang quần lên mạ đen. Rồi lấy chị con này xong nó size to nha chị này. Lấy chị một con to nhá. Con này nó là phong suông. Nó là dáng suông nên là nhìn nó hơi to một tí. Rồi đây chị nhá, có túi này chị này. Túi hơi bị sâu luôn. Mai Xuân, đen. Mạ đen của chị Mai Xuân 50. Rồi con này chị nào lấy mạ to đi. Lấy mạ to, chất mạ to cho em. Mạ to 60.000. Mạ to 60k, chị nào mà tầm 60-65 nhá. 60-65 ký mang vừa, nó là phong suông cho em. Mạ xanh. Mạ xanh của chị Chi Nguyễn. Xanh đây này. Chị Mai Xuân như có đơn rồi. Ngân ơi, chị Mai Xuân có đơn chưa? Ngân ơi, chị Mai Xuân có đơn chưa? Mai Xuân á? Ờ. Nhớ. Hôm nay thì chưa. Chị ạ? Còn hôm qua thì không biết. Chị Mai Xuân ơi, lên sổ cho em chị Mai Xuân. Này, đây rồi. Con đen đó chị Mai Xuân. Con xanh đó là của chị Chi Nguyễn. Có đơn gì? Chưa, chị lên sổ rồi kìa. Rồi lên mạ to cho em, mạ to 60.000 mạ to nhé. Mạ to 60k. Chị nào mà size 60-65kg này, em có con nhung này chị này. Lên chị một mạ nhung nhá. 50. Rồi lên chị con này size to này chị này. Nó là vải nhung cho em nhá. Chị nào mà tầm 60-65kg mang vừa. 60-65kg mang vừa, chị nào lên mạ nhung đi. Lấy nhung chất nhung cho em. Mạ nhung con này xinh chị này. Mạ nhung nhá, nhung 150. Chị nào mà eo 8 à, chị nào mà 60-65kg. 65kg độ mang vừa lấy mạ nhung. Mạ nhung, mạ nhung cho em, nhung. Nhung là 150 nhá các chị ơi. Nhung 150. Em lấy chỉ một con hoa nhí này. À, cho dài. Cho dài đỏ lụa hả? Cho dài đỏ lụa thì nó lại không có size của cô. Nó không có size của cô. Rồi cái này cái khóa hơi khó kéo một tí. Chị nào mà E74, 76, 78 size L nhá. E76, 78 mang vừa lên mã hoa nhí. Hoa nhí 30.000. Hoa nhí 30k, chị nào size L mang vừa lấy hoa nhí, chốt hoa nhí cho em. Hoa nhí 30.000 mã hoa nhí này. Hoa nhí 30k, chị nào size L mang vừa cho em nhá. Size L mang vừa lấy hoa nhí, chốt hoa nhí cho em. Hoa nhí 30.000. Áo dài nam, em có áo nam chị ơi. Không có áo nam nữa chị nhá. Chị Na An. Em không có của nam, chỉ có của nữ thôi. Rồi con này chị nào size L. Size L và XL đều vuông vừa cho em nhé, tại vì nó có độ co giãn cho em. L và XL đều mang vừa này. Chị nào lấy mã hồng đi. Lấy hồng, chất hồng đi em, hồng là xinh chị ơi. Mã hồng 60.000 mã hồng. Hồng 60k. Mã nhung là cái này à? Ừ. Mã nhung 150 của chị Trinh Nguyễn. Rồi đơn của chị. Rồi chị nào lấy mã nhung cho em. Mã nhung, à quên. Mã hồng, hồng 60 nhá. Mã hồng 60.000. Chờ hoài không thấy. Không thấy nghỉ chơi. Nó không có sai của chị, không có sai của cô ơi. Vũ Châu, hồng của Vũ Châu. Hồng của chị Vũ Châu. Cái sai của cô nó không có. Nó có màu đó nhưng lại to thì to quá mà nhỏ thì lại nhỏ quá. 60. Có rồi, hôm qua 3 cái rồi. Hôm qua 3 cái rồi hả? Chị Mai Xuân. Chị Mai Xuân. Anh ghi ở ngoài là hai đơn cho em. Mai em kiếm không ạ? Mãi được nào. Rồi con này chị nào size L nhé. Eo 80 quay đầu này. Eo 80 mang vừa cho em, nó là vải gấm. Một con gấm màu vàng. Màu vàng đồng chị nhá. Lấy chị một con màu vàng đồng cho em. Chị nào lấy vàng đồng, chất vàng đồng nó là hàng gấm. Có rồi. Vàng đồng cho em, vàng đồng 70.000 nhá. 70k mã vàng đồng cho em. Vàng đồng 70, chị nào mà size L. Eo 80 mang vừa cho em. Eo 80 mang vừa lấy vàng đồng, chất vàng đồng cho em. Vàng đồng 70. Mã vàng đồng cho em 70.000 mã vàng đồng này. Vàng đồng 70k, chị nào mà size XL nhé, eo 80 đội mang vừa cho em. Rồi lấy chị một con trắng. Lấy chị một con trắng theo, chị nào lấy mã trắng nhá. Mã trắng phần hai bên hông này nó là theo hoa cho em chị này. Rồi con này chị nào eo 76, chị nào size L. Size L mang vừa cho em để mã trắng cho em, trắng 30.000 mã trắng nhá. Mã trắng 30k. Chị nào lấy trắng thất trắng cho em, trắng 30.000. Anh ghi của chị của chị Mai Xuân á, là hai đơn đi. Rồi lấy mã trắng. Mai Xuân đây chứ. Mã trắng cho em. Mã trắng là 30.000. Lấy trắng, chốt trắng cho em nhé. Trắng 30. Rồi con này có độ co giãn.
Con này nó có độ co giãn cho em nhé. Con này nó chị nào mà sẫy. Gấm. Mạ gấm, mạ gấm của chị ai? Trần Thị. Trần Thị Cúc Lượng. Trần Thị Cúc Lượng lấy số cho em chị ơi. Xem áo cách tân đầu xào. À con đó size to chị ơi. Con đó. Con này gấm này. 70. Chị ơi lấy lên số cho em nhé. Con này chị nào mà eo 85-90, tại vì nó có độ co giãn cho em, size hơi to. Lấy mã to đi, mã to 50.000, mã to. Mã to 50k, con này nó cách tân chị ơi, 65-70 kg luôn này. Lấy cách tân cho em nhé. Cách tân là 200.000 mã cách tân. Nó là hàng lụa chị ơi. Nó là hàng vải lụa cho em nhé. Mã cách tân cho em, cách tân 200.000. Mã cách tân 200k, 65-70 kg luôn chị này. Con này size hơi to. Lấy cách tân, trước cách tân cho em. Cách tân. Cách tân là 200.000 mã cách tân cho em. Rồi đây là chị con này size to, mã to cho em. Mã to, 50.000 mã to nhé. Mã to 50k. Từ đó em số nó rồi. Mã to cho em, mã to 50.000 mã to nhé. To 50k, chị nào mà size. Chị nào mà em 90 mang vừa cho em. Chị ơi lấy con đó lấy lên số cho em nhé chị nhé. Chị lấy con đó thì lấy lên số cho em. Rồi đây chị ơi, con này xinh này, có xẻ tàng trước cho em. Con này có xẻ tàng nhá. Con này size nhỏ. Con này chị nào size SM thôi. Size SM mang vừa eo 70-72 này. SM mang vừa cho em con này xinh chưa. Chị nào vừa con này lấy ngay con này cho em nhá. Lấy mạng 50. Mạng 50 cho em 60.000 mạng 50. Mạng 50 60k. Chị nào size SM được vừa. SM mang vừa mạng 50. Mạng 50 cho em 60.000 mạng 50. Rồi lấy chị một con gấm dáng dài này. Chị Kim Nga, hôm qua, hôm nay mạng bị sao mà không vào được. Vậy chị hôm nay nó làm sao ấy chị? Nói chung là mạng hơi yếu. Rồi lấy chị một con gầm dáng dài này. Con này chị nào sẽ SM nhá. SM mang mùa lên chị một con gầm dài cho em. Chị nào lên mã 650. Mã 650 cho em, chị nào sẽ SM thôi. Dáng dài cho em chị này. Lấy 650 chứ 650 cho em. 650-150 nhá. Mã 650-150 chỉ là mã SM nhé. SM mang vừa là mã 650. 650-150. Hôm nay mạng mấy ngày nay hợp toán gì nhỉ? Thế nhưng từ hôm qua đến giờ luôn. Mạng làm sao? Rồi lấy chị con đỏ này. Lấy chị một mã đỏ. Con này có xẻ tàng trước cho em nhé chị nhá. Có xẻ tàng nhẹ ăn trước. Nó là hàng gấm. Rồi chị nào sẽ SM chị này. S Rồi con này chị nào sẽ SM mang vừa lấy mã đỏ. Mã đỏ cho em nhé, đỏ 120. Mã đỏ 120.000 mã đỏ, đỏ 120. Có sườn sắn dài siêu phẩm. Cô Tuyền. Cổ truyền thống size. Size gì không? Size gì không là sao chị? Chị mặc size chị. Chị mặc size gì chị ơi? Chị tiếp trần chị mặc size gì á? Mặc size gì em lên cho chị ơi. Thì chị nói vậy em cũng không biết chị mặc size gì đây. Chị Kim Bằng Vi, có gấm đỏ to không? Gấm đỏ to không hả chị? Gấm đỏ to không? Toàn là SM là nhiều chị ơi. Toàn SM thôi chị ơi. Con này hình như size L rồi. Đây chị, con này này, con này size to này. À size L hả? Size L đang xem có không? Đây chị ơi, chị cái gì? Chị Kim Bằng Minh, con này đi. Eo 76-78. Eo 78 nhá, size L lớn. Eo 78 mang vừa là mạng 57. Mạng 57 cho em, con này xinh này, có hàng nút bên hông cho em. Con này xinh nhá, mạng 57 cho em 150. Mạng 57-150 chị nào mà size L. Size L nhá chị ơi, size L mang vừa cho em mạng 157. Mạng 57 chứ, mạng 57 cho em 150, mạng 57. Mạng 57, 150. Eo 84 hả? Eo 84 hả? Eo 84 thì đã không vừa rồi. Eo 84 không có hàng gấm rồi. Lại không có size của chị rồi, chị ơi. Em có gấm nhưng mà size nhỏ. Toàn là size nhỏ không à? Chị kia size L. Chị Lê Nguyễn cho E80 hả?
cho eo 80. Eo 80, 82. Eo 80 đây chị ơi. Eo 80 nhá, lụa hai lớp dáng dài cho em. Chị size L hả? Size L để em xem có không nhá chị ơi. Để em xem có size L không. Nó đây nhá chị nhá, đây sẽ một con lụa hai lớp dáng lớn này. Dáng dài không phải lớn á. Rồi chị nào size L, eo 78, 80 này. Eo 78, 80 mang mùa xinh cho chị ơi. Eo 80 nhá, chị nào size L mang mùa cho con này. Chị nào là mạng 36. Mạng 36 cho em 200k mạng 36. Mạng 36 200.000, chị nào size L nhá. Eo 80 quay đầu mong mùa cho em. Chị này mạng 36. Mạng 36 cho em. 36 200.000. Lấy 36 cho 36 cho em 36 200k. Mạng 36 200.000, chị nào size L cho em nhá. XL mong mùa, mạng 36 200.000 mạng 36 này. Size L chị, hình như toàn là SM thôi chị ơi. Toàn là size M. Không có chị ơi. Size S, size M không à? Không có đâu chị, không có size của chị đâu. Chị Linh Nguyễn lấy con đó không chị? Con đó eo 80 chị. Chán thế nhở? Chán thế nhở là chán thế nhở? Chân xuống mai quá chị ơi. Đây là mấy chị giảm. Thôi em tắt em xuống like, chiều mai em lên. Chiều mai em lên. Chiều mai like. Ăn rất hơn thử hơn kìa. Mai con không phụ được đâu nha. Đi đâu mà phụ được? Từ mai con phụ được đấy nha. Được. Con nói thật đấy, con này con cho gì? Lo mẹ muốn lại đi sao? Bỏ ăn cái gì mà rớt vậy mà? Rớt phần lông có, bắn ra đây rồi. Kiếm gấm to đi em. Không có gấm size to. Bây giờ có con này chị lấy không? Nhưng mà nó lại không phải là màu đỏ. Đây chị này. Con này đi. Con này không hiểu nó là cái gì luôn á. Con này hơi bị dày luôn chị. Vừa dày vừa ấm nhá. Cái này chị nào mà miền Bắc thì mặc ấm hơn. Còn các chị miền Nam mà mặc hơi nóng á. Con này các chị miền Nam mà mặc hơi nóng nhá. Này dành cho các chị miền Bắc thôi. Con này nó hơi dày. Chị nào miền Bắc lấy con này cho em. Cái cúc bấm của nó cũng xịn sò đó chị thấy không? Cái cúc bấm của nó hơi bị to, cực kỳ xịn sò luôn này. Lấy con này đi chị. Con này size to này chị này. Nói chung là chị nào miền Bắc thì lấy nhá. con đó 86 có vừa không? Con này ấy chị. Con này 86 có vừa không hả? Nói chung các chị nào miền Bắc thì lấy con này cho em cực kỳ sang. Vừa sang vừa ấm nhá. Vừa chị ơi, eo 86 vừa. Eo 86 vừa chị ơi, con này lấy đi. Con này xinh vậy này. Con này cực xinh cực ấm nhá, 150 nhá. Mã 15 150.000 đi. Mã 15 150 chị ơi, xinh lắm, cực kỳ ấm. Cái màu của nó cực kỳ sang nhá. Nó bên trong nó lót thêm một miếng nữa. Rồi cái này chị nào miền Bắc thì lấy, miền Nam đừng có lấy, nóng lắm. Nó hơi bị dày luôn. Mặc cực kỳ ấm. Này các chị mặc thêm cái áo khoác ngoài nữa là xinh. Rồi mã 15 150 chị nhá. Mã 15 150 cái vải của nó không hiểu cái vải gì, đẹp lắm. Cực kỳ đẹp luôn chị này. Nhưng không hiểu nó là cái vải gì. Chờ chị Thân Nguyễn này. Chị ơi, chị ở miền Nam thì lấy, miền Bắc thì lấy nhá. Miền Nam đừng có lấy, nóng lắm. Lên số cho em chị ơi. Chị Thân Nguyễn lấy lên số cho em. Tôi em thấy số của chị này. Có size L 83. L 83 à chị? Chị Hoa Nguyễn, L 83.
tay nhỏ không à? Đây chị. Dạ rồi, ok chị này. Đây số cho em. Đây chị ơi, con này size to này chị này. Eo 84 nhá. Con này eo 84, 85 cơ. Eo 84, 85 mang vừa. Một con lụa hai lớp dáng dài cho em. Eo 84, 85 mang vừa đấy chị ơi, xinh chưa? Một con lụa hai lớp dáng dài cho em. Eo 84, 85 nhá chị ơi, xinh lắm luôn. Con này size 2X. Có vết không à? Không chị ơi, không có vết. À có set, à chị Yến Vi, Yến Vi. Cái gì nhỉ, hình như em gọi chị không được có sao nhỉ. Đây chị nào lấy con này chị em nhé. Mã lụa xanh. Lụa xanh 250. Cái màu ở ngoài nó đẹp hơn trên line chị nhé. Màu ở ngoài xinh hơn trên line nhiều. Cực kỳ xinh luôn. Có set hả, giờ biết set nằm khúc nào em vẫn chưa kiếm đây. Rồi chị nào lấy mã lụa, lụa xanh. Lụa xanh 1m50 có dài không? Cái nào chị, cái này hả? Cái này à chị, đây chị thấy em không? Em chưa được 1m50 luôn này chị này. Chưa được 1m50 luôn đấy chị ơi, chị thấy em mặc không? Em mặc nói chung là tới gót. Em mặc tới gót nhá chị nhá, nói chung là chạm đất một tí mà em chưa được 1m50 ấy chị ơi. Qua em có áo. Qua có hai áo. À qua hai có hai áo chị, đúng rồi. Hình như qua sáng em gọi chị không được phải. Con này 250 chị ơi, xinh lắm. Cực kỳ xinh luôn đấy chị nhá. Này thì khỏi phải chê rồi. Màu xanh em like lúc mới vô 120 còn không em? Con xanh 120 lúc mới vô hả? Con nào chờ xong em nhớ được chị ơi. Đây chị ơi lấy con này đi, cực kỳ xinh luôn. Bao lỗi bao mới nhá. Bao mới bao lội luôn chị ơi, cực kỳ xinh luôn. Bảo đảm chị màu ở ngoài nó đẹp hơn trên line. Không thấy ai gọi, không thấy ai gọi hả? Vậy á, hay là không đủ đơn, hay là không có, hay là không đủ đơn ta? Chị ơi lấy con này đi, chị Hoa Nguyễn. Con này là 250, em chào chị Su Su. À em gửi rồi. Em gửi rồi chị ơi. Con nào 120 nhỉ? Em không nhớ con nào 120 luôn ạ. Để em tìm xét cho chị Yến Vi một cái, em xuống like này. Hôm qua chị hỏi biết thôi. Mà em chưa kiếm, không biết nó nằm khúc nào. Đồ đâu mà chị em đi rồi. Của chị là bao nhiêu ta? Em tổng của chị là bao nhiêu nhỉ? 60 hay 6 mấy chiếc ạ? 4 triệu mấy á chị ơi? Trên 4 triệu á chị. Đây của chị chơi 4 triệu mấy cơ. Cho chị xem màu xanh đậm phía sau. Còn xét không? Còn xét không hả? Con này á chị, con này size nhỏ. Con này size SM thôi. Chứ lại không vừa size của chị. Mấy con này là không có size của chị ơi. Mấy con này size nhỏ. Set là chị không biết là set ở đâu đây. Bực ghê. Em nhớ là em có một set nữa mỡ mà không biết nó nằm khúc nào nữa. Dáng ngắn á chị? Không phải đâu em, bỏ phía trước à?
của chị Su Su là cái gì nhỉ? Cho chị một đầm nữa. Eo 86. Eo 86 á chị. Giờ em biết nằm đâu mà lấy đây chị ơi. Chị gì nhỉ? Chị Kim Vàng Minh. Chị Kim Vàng Minh ơi, con này này gấm màu đỏ này, trời ơi. Đây chị. Đây chị Kim Vàng Minh. Con này lấy chị 100 nghìn nhá. Màu đỏ đây, khổ quá, kiếm mãi mới thấy. Chị Kim Vàng Minh này. Lấy con này đi. Rồi ok, chị của chị Kim Vàng Minh này. Chị cái gì nhỉ? Chị Hoa Nguyễn không lấy con kia à chị? Con đó xinh vậy mà không lấy á? Con đó xinh như vậy mà không lấy hả chị? Thôi không, bực thật đấy chứ. Chị bảo không có thôi. Ừ, biết rồi. Nhưng mà ý là rõ ràng là mình để ở đây mà giờ không biết nó ở đâu. Vậy mới hay chứ. Có khi nào con thép xuống tận tốt lốt dưới cùng không? Rồi lấy chị con áo này đi. Lên chị một mã áo này. Áo này size S nhá. Mã áo cho em áo 40.000 mã S. Có size S không? Có chị ơi. Dài. Dài quá màu sáng nữa không sợ béo. Không tự tin. Có cái nào size L? XL hả chị? XL. Cái con đó đi, đưa cái con kia lại cho mẹ. Rồi con này mặc áo cho em áo 40.000. Áo 40. Màu tối hả chị? Màu tối nó lại không có size của chị hả chị ơi. Con này đẹp này. Đây chị ơi. Con này chị ơi, lấy con này đi. Chị gì vừa hỏi em đâu nhỉ? Chị Lê Thị Bảo. Đấy. 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 Con này 2X mà. Đấy, mẹ nó XL. Eo trên 80 mà. Eo trên 80. Áo dài ren à chị? Ủa sao con này 2X mà em đo gọi là 6XL ta? Nó ghi là 2X mà em lên có XL thôi. Có áo dài ren hả? Có ren nhưng mà nó lại là size SM thôi chị. Đây chị ơi, size SM thôi. SM nhá, con này lấy mã 730. Mã 730 cho em. Màu tối size S lên kìa. Màu tối size S, à màu tối size S. Đây chị ơi. Nhưng mà con này là XS cơ. Lên kìa. Con này nó lại là XS cơ chị ơi. Con này đi. Này. Con này. Con này sẽ SM 730. 730. 730 chị Su Su. Cái này của chị Su Su này. Cái này 170 chị Su Su ơi, xinh lắm. Cực mới luôn nhá, mới 100% luôn chị Su Su ơi. Chị Su Su. Đây chị, đây con này sẽ SM được vừa. SM được mang vừa trên nhất, lụa hai lớp ràng lỡ này. Có áo size L. Size ML không có chị. Dạ rồi ok chị. Đây chị này. Con này size SM được vừa đây. Eo 68 70. 71 cũng vừa nhá. 72 thì hơi chặt, 70 71 thì vừa. Một con tay lỡ dáng lỡ chị này. Lấy tay lỡ cho em. Tay lỡ size SM mang vừa. Con này xinh chị này. SM mang vừa nhá. Lấy mã tay lỡ cho em. Tay lỡ 150. Tay lỡ 150 chị nào size eo 68 70 nhá. Em 68-70 mang vừa, lấy tay lỡ cho tay lỡ cho em. Tay lỡ. Tay lỡ là 150 cho em, tay lỡ 150. Em lên chị con đuôi cá này. Đuôi cá này size XL. Eo 80 nhá. Lấy đuôi cá cho đuôi cá cho em. À, rồi ok chị, đưa con chị lấy vừa lấy nè. Đẹp lắm chị ơi. Xinh lắm luôn. Rồi con này chị là eo 80 size XL này. Lấy đuôi cá cho em, đuôi cá 170 nhá. Mã đuôi cá cho em 170.000. Chị nào mà size XL eo 80. Nói chung là size L hay là size XL đều vừa nhá. L hay XL mang vừa cho em. Caro chốt chị hả? Con này à chị? Rồi con này chốt chị Su Su 70. Mới lắm chị ơi. Nói chung là cực kỳ mới luôn. Cho chị xem một tối.
Màu tối size S hả? Rồi em lên cho. Màu tối size S thì nó lại là nó con em vừa mặc á. Con em vừa mặc á chị. Cái con lụa màu xanh á. 1.80. Như con này size nhỏ chị Su Su ơi. Chị Su Su ơi, con này size nhỏ nhá. Size S. Size S thôi, size M thì hơi chật một tí. Size S thôi mong. Còn cái nào tay lỡ hãy không hả chị? Tay lỡ hãy không có chị ơi, không có. Mình cho mình xem lại con mùa đông. À cho xem lại con mùa đông. Thì con mùa đông của chị đâu rồi? Cho chị coi lại con mùa đông của chị. Sang lắm chị ơi, yên tâm đi. Cái màu cực kỳ sang luôn. Màu hơi sang nhá chị nhá. Size to. Ủa chị Su Su lại qua đây rồi à? Em chốt rồi, em chốt rồi chị ơi. Đây chị. Con này cực kỳ sang nhá, không yên tâm đi, không lo đâu. Không lo là màu xấu đâu, màu hơi bị sang luôn. Chị Bạch Tuyết XL hả chị Bạch Tuyết? Thôi đấy chị ơi, lấy con này đi. Màu hơi bị xinh luôn chị, cực kỳ sang luôn. Đẹp lắm chị, ấm. Rồi ok chị. Xem áo màu xanh. Chị Phi Điệp XL có không? 60kg eo 80 có chị ơi. Có nha chị nhá, XL eo 80 đây chị ơi. Rồi con này chị eo 80 mang bộ cho em này. Một con lụa hai lớp dáng dài cho em nhá. Lấy mã hoa xanh. Chị nói hoa xanh cho em, hoa xanh 250 này. Chị có mùa đông. À chị ơi, cái con đó chị kia chị lấy rồi, chị coi lại thôi. Chị coi lại đơn của chị thôi, con đó chị chốt rồi. Không, chị không có chị. Rồi con này chị nói eo 80-82 này. Size XL mang bộ cho em, lấy hoa xanh nhá. Lụa hai lớp dáng dài, em bảo đảm với chị là ở ngoài nó mới và xinh hơn trên line nhá. Nó mới và đẹp hơn trên line nhiều. Rồi lấy mã xanh. Lấy xanh cho em, xanh 250. Chị nào mà size XL băng gội eo 82-84. Rồi con này cho em, con này chị nào mà size nhỏ thôi. Nhưng mà con này cái khóa của nó ấy, cái khóa của nó các chị về sửa lại nhá. Về các chị lấy cái, lấy cái cây đèn cầy ấy, các chị trà cái là nó được nhá. Hoa xanh có size S không? Hoa xanh có size S không hả chị? Đây size này được không? Size S, XM chị này. Con này size S, XM mang mùa. Tay là tay loe cho em nhá. Nhưng lấy mã lỗi, lấy mã lỗi, lỗi 120 nhá. Lỗi 120.000, cái này là nó theo chị này. Lỗi 120, cái màu tối chút hả? Màu tối thì là không có size của chị nhá chị ơi. Màu tối thì không có size. Rồi chị nào lấy mã lỗi, lỗi 120 nhá. Mã lỗi cho em 120.000, chị nào mà size S, XM được vừa. SM mang vừa lấy mã lỗi cho em, lỗi 120. Mã lỗi 120, nhưng mà con này không có size của các chị ơi. Toàn là size M không à. Size M không. Chị Dung Tuyết, em gái có 61 cân không? À 61kg à, có 61kg mà chị mà size XL đi. 60kg, 80. Eo 85 hả chị? Tìm eo 85 hả? Eo 85 lấy cái kiểu khác được không chị? Rồi đây chị nào size S này, eo 68-70 này. Con này chị nào eo 68-70 mang vô cho em, lụa hai lớp dáng dài cho em. Con này lỗi một xíu thôi nhá, nói chung là cái phần lỗi là không đáng kể. Phần lỗi không đáng kể cho em nhá, lấy mã 44. Mã 44 cho em 200.000, mã 44, mã 44 200k. Con này chị nào size S, eo 68-70 này. Mã 44 cho em, mã 44 200.000. Mã 44 200k nhé, chị là 44 chất 44 cho em. 44 200.000, mã 44. Đây chị ơi, lấy con này được không? Con này có độ co giãn cho em. Đây chị, em mặc lên cho chị coi form này. Cái con này form bị chị cho chị. Ok em. Con này à chị? Con này à chị? Con này là 120 nhá. Này 120 mã đỏ đen. Mã đỏ đen cho em 120. 49kg à, 49kg chị mặc size M đi. Mặc size M đi chị, đây con này xinh chị ơi. Lấy đỏ đen, chị lấy đỏ đen cho đỏ đen cho em, đỏ đen 120 nhá. Đỏ đen 120.000. Đây chị ơi, chị nào 60-65kg này, tại vì nó có độ co giãn cho em. 60-65kg mang vừa cho em.
60-65 kg mang vừa. Con đen nó chị không vừa đâu. Con đen đó chị... Con đen nó chị cơ chị 61 kg không vừa, con đó chị sẽ ép thôi. Giả à chị? Con này xinh mà. Mấy cái bạn tin tin cũng mặc mấy con này mà chị. Tầm hai mấy, ba mấy tuổi mặc mấy con này vẫn được. Con này hơi xinh á. Cái chị nào mà body đẹp á, mặc con này hơi bị tuyệt vời luôn. Body mà đẹp là mặc hơi bị tuyệt vời luôn chị nhá. Không già đâu chị. Không hề già, xinh lắm luôn. Rồi đây chị con lụa này size hơi to này. Lên chị một mã lụa cho em. Một con lụa màu đen nhá. Chị nào lấy lụa đen chứ, lụa đen cho em. Lụa đen eo 82-84 đây. Con lụa này vải mềm. Cái con lụa này vải mềm, chị nào eo 85 cũng vừa nhá. Lụa mềm này eo 85 mang vừa cho em. Tại vì con này nó có độ co giãn nhẹ. Con này có độ co giãn nhẹ cho em này. Eo 85 quay đầu. Con này 180.000. 180k mã lụa đen cho em. Lụa đen 180 á. Chị nào mà eo 85 mang vừa lấy lụa đen, chất lụa đen cho em. 61 cân. Đỏ đen 65 cân dồn đơn. Đỏ đen 65 kg dồn đơn. Chị Nguyễn. Chị Nguyễn có đơn rồi. Cái con này đi ta. Phải con này mẹ mờ mà không nhỉ? Mẹ cặp anh con lên luôn. Đưa đây con nào. Lạc nhạc quá thì hơn ạ. Chị đang có 2-3 chiếc luôn chị này. Đây, đây cái này. Của chị Chi Nguyễn này. Em còn 2 con XL nhá. Em còn 2 chiếc XL này. Chị nào lấy chất đỏ đen cho em. Đỏ đen 120. Đỏ đen 120 XL nhá chị ơi. XL mang vừa mã đỏ đen cho em. Rồi con này chị lấy mã đen đi. Mã đen này là 180 nhá. Đen 180.000. Con này chị nào mà eo 85 quay đầu. Em mới vào. Chị chọn cho em con nào size M đi. Size M hả? Cho chị con. Đây. Lo cho con sao. Là sao chị? Chị Kim Nga. Lỡ. Giang lỡ trên xào hả? Rồi con này chị nói là mạ đen cho em. Mạ đen 180.000. Con này là vải lụa nhá. Size XL nhưng mà con này nó là lụa mềm. Chị nói eo 85 cũng mang vừa cho em. Mạ đen. Mạ đen, mạ đen. Chị nào size M. Chị mặc size M hả? Size M. Size M đây chị ơi. Lụa hai lớp dáng dài cho em. Con này màu xinh này, con này nó là màu hồng cam nhá. Con này nó là màu hồng cam cho em chị ơi, con này xinh này. À không, con này size L. Con này size M và size L đều vừa cho em nhá. ML đấy mang vừa, E74-76. E74-76 mang vừa, size M và size L đều mang vừa, xinh chứ chị ơi. Một con màu hồng cam cực kỳ xinh luôn. Size M và size L đều mang vừa lấy mã 114. Mã 114 cho em, mã đen của chị Thân Nguyễn kìa. Con này con 180. Rồi mã 114 cho em, 114-250 nhá. Mã 114-250, chị nào mà size L, F76 quay đầu. Lấy 114 cho em, 114. 114 là 150 đây chị ơi. Giáng lỡ đây. Giáng lỡ giờ sẽ SM đây. SM mang vừa giáng lỡ nhá. Lấy giáng lỡ nhất lỡ cho em này. Lấy lỡ nhất lỡ cho em, lỡ. Lỡ này là sẽ SM mang vừa có hàng nút cho em chị này. Con này cực kỳ xinh luôn. Nó là vải lụa cho em nhá. Lụa hai lớp dáng lỡ E72-74. Sẽ SM là mang vừa xinh chị ơi. SM mang vừa E72-74 mang vừa lấy mã 20. Mã 20 cho em 150 chị nhá. Mã 20-150 chị nào sẽ SM được vừa. SM là mang vừa cho em mã 20-150. Có tay lỡ không em? Tay lỡ hả chị? Tay lỡ nó không có size của chị. Tay lỡ lại không có size của chị. Con này nhỏ. Mẹ, con hồng. Con hồng lại to quá. Nó không có size chị ơi, hết size rồi. Nói chung là cái hàng này nó không có size đâu chị. Size của nó không có ai gì nhỉ. Mỗi cái có một hai chiếc thôi. Đâu là có eo 90-92 không? Có chị ơi, chị Thả, chị Thái.
chị Thỏa Lê. Đây chị ơi, con này xinh này, em xem lên cho. Lên size L đi em. Chị ơi, chị Kim Nga em vừa lên size L đó. Đây chị ơi, con này size L này. Size L mang vừa, em 76 rồi mang vừa cho em. Lấy mã 114. Mã 114250 nhá. 114250 con đi ngủ may học. Rồi đây lấy chị con lụa xinh này. Con này chị nào size S M. E72, E74 nhá. SM mang mùa cho em một con lụa hai lớp, dáng lợn dáng dài nhé. Các chị coi em chưa tới 1m50 đâu, máy mặc còn xinh như thế này. Rồi đây chị ơi, bộ lụa hai lớp dáng dài cho em. Con này chị nào lấy mã 52 nhá. Mã 52 cho em này. Mã 52 cho em 250.000, mã 252. Mã 52 220.000, 250.000 nhá. 250k mã 52 cho em, chị nào mà size SM đều vừa, nói chung là SM đều mang vừa cho em con này. Chị nào vừa thì lấy luôn đi, đừng có suy nghĩ nữa. Giang lỡ size L có không? Giang lỡ size L hả chị? Giang lỡ size L không có rồi chị ơi. Giang lỡ size L không có. Không có, không có chị ơi. Nó có rất có hàng ngắn ở trong ấy thôi. Không để em tìm trong một đống kia, kia em treo thì em có. Bên nhà của bác Vương. Đây chị Thảo Lê ơi, con này size to này, nó là cách tân nhá. Con này nó là cách tân cho em. Em mặc cho chị coi. Đây chị, eo 90 trên 90 luôn này chị này. Mã cách tân cho em, cách tân là 200.000. Cách tân 200k nhá, nó là vải lụa cho em chị này. Con này nó là vải lụa, con này mặc nó hơi dài chị ơi. Cách tân cho em đây chị ơi, xinh chưa? Con này em mặc nó dài quá, nên mặc không được đẹp. Cách tân chị Su Su lấy cái này hả? Chị Tiêu Su Su lấy cách tân này. Cách tân 200.000 ạ, cách tân cho chị Su Su. Chị Thảo Lê sườn sáng hả? Nếu mà vậy thì không có cái size của chị rồi. Không có size của chị rồi chị ơi. Đây nhá chị nhá, lên chị một con cách tân nữa. Nhưng mà con này chị nào size L. Con này chị nào size L mang vừa. Một con cách tân xanh, lấy mã xanh đi. Mã xanh cho em xanh 120 nhá. Xanh 120 có cái nào nút bên hông màu đẹp tí. Nút bên hông mà chị mặc size gì, chị Hồng Giang ơi. Chị Hồng Giang chị mặc size gì á. Rồi con này chị nào lấy mã xanh. Mã xanh cho em 120.000 nhá. Xanh 120. Con này chị nào size L mang vừa. Size L mang vừa lấy xanh chất xanh cho em. Xanh 120 nhá. Mã xanh 120 chị nói xanh chất xanh cho em. Em có hàng nút nhưng mà chị mặc size gì cơ. Quan trọng là cái size của chị nữa. Size M hả? Đây chị ơi, con này size SM đầu vừa này. Có hàng nút bên hông này cho em này. Lấy mã 20. Ai biết, đông người thì nhanh ít người thì lâu. Lấy mã 20, mã 20 cho em 150 nhá. Mã 20, 150, chị nào mà size SM thôi. SM mang mùa, mã 20, 150. Đây chị ơi. Màu già quá hả? Rồi đây nhá chị nhá. Có hàng nút này, lụa hai lớp dáng dài cho em. Con này nó có sức nhẹ một tí, nói chung là một xíu thôi, không nhiều đâu. Một xíu 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 thôi nhá chị nhá. Mà con này size L mất rồi chị ơi. Con này chị nào size L mang vừa này. Size L mang vừa em có con này size S nữa. Một size S và một size L nhá. S và L mang vừa cho em. Chị nào lấy mã, mã 34 đi. Mã 34 kèm size cho em nhá. 34 kèm size, 200.000. 200k mã 34 cho em. Mã 34 kèm size, size S. Size M hoặc size L cho em. M hoặc L cho em nhé, 200k. Cách tân đống quá, chị không lấy em. Cách tân rộng quá. À cách tân rộng quá chị không lấy hả? Rồi ok chị. Áo dài đen ở. À con đó size nhỏ lắm chị. Con đó size XS cơ. Rồi con đó size XS là, nói chung là size nhỏ lắm. Mã 34 size S. 34 size S của chị Nguyễn Hằng này. 34 size S đây của chị Nguyễn Hằng 200.000. S
SML em có 3 size chị ơi, SML em có 3 size. Rồi đây đấy chị, con này xinh chị này. Rồi đây nhé chị ơi, con này chị nào lụa hay lớp dáng dài cho em. Con này size hơi to một tí. Con này hơi to một tí nên chị nào size L. Không, con này size L thôi nhá, L7678. L7678 mang vừa chị này, xinh chưa? L7678 mang vừa, con này chị nào size L mang vừa cho em. Mạng 310. Mạng 310 cho em nhé, 220.000. 220k mạng 310 cho em, 310220. 220.000 mạng 310. Chị nào mà size L L76 đội mang vừa cho em. Mạng 310 cho em 220k. 220k mạng 310 cho em. 310220, chị nào size L thôi nhé các chị nhé. Size L mang vừa mạng 310220. À khi này có con tay liệu đâu rồi nhỉ. Rồi đây chị, con này size to này. Con này nó là form suông chị nhá. Con này nó là form suông cho em size to. Chị nào mà phải 60-65kg mang vừa, 60-65kg mang vừa, chị nào lấy mã to đi. Mã to con này xinh chị này, lấy to rất to cho em nhá. Mã to cho em 100.000 mã to. To 100k chị nào mà size 60-65kg mang vừa cho em. Size hơi to chị ơi. Ủa em có một con lửa tay lửa đâu ta. Em có một con tay lỡ nữa đâu rồi. Em có một con nửa tay lỡ mà giờ mới nằm không nào đây. Em lên chỉ một con đuôi cá này. Lên chỉ một mã đuôi cá nhá. À, có cách tân size M không? Cách tân size M không chị ơi, em hết rồi. Hết cách tân size M rồi. Khi này em có mấy con cách tân xinh của chị kia chị lấy rồi. Rồi đây nhé, lấy chị một con đuôi cá. Chị là F7274 sẽ SM này. Lấy đuôi cá cho đuôi cá cho em, đuôi cá 50.000. Đuôi cá 50k chị nào sẽ SM mang vừa nhá. Lấy đuôi cá cho đuôi cá cho em. Đuôi cá 50.000 mạng đuôi cá. Đuôi cá 50k chị nào mà sẽ SM mang vừa. SM mang vừa lấy đuôi cá cho đuôi cá cho em, đuôi cá 50.000 mạng đuôi cá này. Đuôi cá 50k sẽ SM nhá, lấy chị một con màu tím. Lấy chị một bạn tím, chị nào lấy tím cho tím cho em, con tím này xinh. Mạng tím. Ủa cái con đó đâu rồi ta. Rồi con này chị nào F7880 sẽ cái L mang vừa cho em nhá. Lên rút. Sao mà cái địa chỉ dùm chị khó vậy? Ủa chị gửi địa chỉ em không hiểu được luôn á. Chị địa chỉ em không đọc được luôn chị ơi. Gia rút. Gia Lai à. À chị ở Gia Lai hả? Em nhìn nó hơi khó hiểu một tí. Rồi con chị là L80 nhá. Nhờ cái xanh tay lỡ trên sào. Phải cách tân, không phải đâu chị, nó không phải cách tân đâu, nó là dáng suông. Rồi con này cho em nhé, chị nào lấy mã tím cho em tím 60 nhá. Mã tím 60.000. Chị nào lấy tím chút tím cho em tím 60 này chị này. Mã tím 60.000 cho em. Em lên chị một con lụa màu đen. Con lụa này size nhỏ, chị nào sẽ ép nhá. Con này chị nào sẽ ép mang vừa lấy mã đen. Mã đen cho em nó là dáng lỡ này. Mã đen cho em đen 60.000. Mã đen 60k con này chị nào sẽ ép mang vừa, L6870 mang vừa thôi. Cứ thích cái váy đen kia hả? Nhưng mà size nhỏ lắm chị. Size XS cơ. Rồi con này chị nào lấy mã đen. Mã đen lần con này là vải lụa. Sẽ xem L6870 mang vừa mã đen. Mã đen cho em đen là 60.000 mã đen nhá. Đen 60k chị nào lấy đen cho đen cho em. Cái gì ngân? Cái gì? Nào cái gì làm bẩn nhất rồi.
Lấy chị một mã hoa tím nhé. Chị nào lấy hoa tím chất hoa tím đi. Hoa tím 30.000. Hoa tím 30k eo 74-75 nhé. 74-75 mang vừa 76 thì hơi chậm. 74-75 mang vừa cho em lấy mã hoa tím. Hoa tím 30k mã hoa tím này. Hoa tím 30.000 eo 74-75. Sẽ em xuống like nhé chị ơi. Chưa mai em lên. Chưa mai. Chưa mai em lên nhé. Tự nhiên làm biếng quá. Rồi con lụa này chị nào sẽ xem mờ này. Lụa sẽ xem mờ mang vừa lấy mã lụa nhé. Lấy lụa chất lụa cho em lụa 50. Mã lụa 50.000 chị nào sẽ xem mờ đi. Lấy lụa chất lụa nhé. Mã lụa lụa 50.000 chị nào sẽ xem mờ để mang vừa cho em. Lụa lụa 50 nhé các chị ơi. Không chào các chị nhé. Tốn ai chị nhỉ. Có gì chiều mai em lên. Em lên buổi trưa buổi chiều gì đó. 1:30 2 giờ gì đấy. Tào biếng à. Ngáp rách cái mỏ luôn trời. Rồi rồi em chào các chị nha. Tối mai thì chiều mai mẹ lên đi. Chưa không xem được. Mất làm hả chị? Chị Kim Vàng Minh mai có đi đơn không? Chị Kim Vàng Minh ơi mai chị có đi đơn không? Có đi không để em đi. Tối mẹ lên nữa mà. Chưa em lên. Có gì chưa mai em lên. Tối mai em lại lên nữa. Tối em mai em vẫn bán mà đâu. Em nghỉ đâu. Chị Kim Vàng Minh có đi đơn không để em đi. Lên to vài cái nữa hả? Không biết nó to nằm khúc nào chứ còn. Không biết nó nằm khúc nào chị ơi. Thế cả em muốn lên lắm chứ mà không biết nó nằm khúc nào. Hàng co giãn được không chị? Dạ chị rồi ok chị. Con này thì lại to quá. Dạ con này chị là 65-70kg lại. 65-70kg mang vừa mã to nhé. Mã to chứ. Mã to 50.000. Mã to 50k 65-70kg này. Con này size to quá chị ơi. Mã to. Mã to em 50. Mã to 50.000 nhé. 65-70kg cơ. Size này hơi to chị. Size nói chung là rất chi là to luôn. 65-70kg lận. 65-70kg mang vừa. Trời ơi lên chị con đỏ này xinh nhỉ. Rồi lên chị con đỏ này. Lên nốt con đỏ em xuống nhá. Một con rắn lửng tay lỡ. Rắn lửng tay lỡ cái này xinh chị ạ. Cái họa tiết của nó hơi xinh luôn. Đỏ là đỏ tươi nhá. Lên chị một con đỏ tươi này. Rồi chị nào size L E7476 xin chị ạ. E7476 mang vừa. Mã đỏ. Mã đỏ 70.000 mã đỏ. Đó to không hả? To lắm chị. Con đó cực kỳ là to luôn. Mã to dồn đơn của chị Chi Nguyễn. To đâu rồi? To đâu rồi con? To chị Chi Nguyễn đâu rồi? To chị Chi Nguyễn. Dồn đơn à, 50. Chị Kim Vàng Minh không vừa đâu. To lắm rồi. Mã đỏ. Đỏ chị thân. Đỏ chị thân Nguyễn. Sai to hết rồi chị ơi. Hết sai to rồi. Con này 70 này. Của chị thân Nguyễn. Hết rồi các chị ơi. Nó lại được cái nọ thì nó mất cái kia. Nó không vừa nhá các chị nhá. Rồi chị con này sai nhỏ. Con này chị nào sai nhỏ này. Em chào chị Hạnh Luân. À chị Hạnh Luân. Thì em gọi chị. Phải không ta? À chị Hạnh Luân. Cái đơn của chị làm sao ta? Đơn của chị làm sao mà hoa nó bị lặn đầy lại ta? Rồi con này chị nào sẽ SM E7274 này. Cái chị này E7274 băng vừa.
Con ơi chị nào lấy mã 11. Mã 11 cho em nhé, 30k mã 11. Mã 11 30.000, chị nào sẽ SM E7274. E7274 mang vừa lấy mã 11 cho em, mã 11 30.000. Chị nào sẽ SM nhé. SM mang vừa E7274 này, lấy mã 11. Mã 11 cho em 30.000, mã 11 cho em. Mã 11 30k. Một một 30.000 các chị ơi, là các chị Hôm qua chị đặt một áo, hôm nay chị nhận được hàng rồi. Ủa vậy hả? Ủa vậy mà sao sao em lên app nó lại cái gì nhỉ? Delay. Tại sao nó lại delay của chị ta? Chị có delay thì mới sai số điện thoại hay sai địa chỉ thôi. Mà sao nó lại delay ta? Mà chị nhận được rồi hả? Cho mình xem size S nữa đi. Chị Nguyễn Hà size S. Size S thì lại có con này là chị này. Sao con này xinh vậy mà chị không lấy hả? Đây chị ơi, size S lụa 2 lớp cho em. Cuối cùng nó sao? Đỏ 70k à, mua cho con gái. Eo 76. Eo 76 size L, đúng rồi chị, đúng rồi đó. Con nó đẹp lắm chị ơi. Cực kỳ đẹp luôn nhá. Không, chị không vừa đâu, chị Triệu Linh Yến không vừa đâu. Xanh to sau, xanh tay sau là size XL. Đây chị ơi, con này xinh này, size S này, E68-70 vừa mà 43. Mã 43 nhé, em là 250 chị ơi. 250-43, đây chị ơi, xanh này hả? Xanh này là size XL, E80. XL mang vội E80 nhé, mã 36. Mã 36 cho em 200k, mã 36 này. Mã 36 200.000. Chị nào mà size XL mang vội E80 quay đầu nhé. E80 mang vội cho em. Rồi cái xanh này là size SM. Xanh E86 hả? Xanh E86 thì không có rồi. Xanh E86 ấy. Xanh E86. Nhưng con này to lắm. Con này là xanh to quá. À không phải đây chị ơi. Xanh của chị Thanh Ngân này. Xanh chị Thanh Ngân. Ủa vậy hả chị? Của chị có mấy cái luôn hả? Mà chốt cho chị có 2 cái hả? Mà xem không thấy ta. Em không thấy đơn chị luôn á. Chị Thanh Ngân. Chị Thanh Ngân hay chị Nguyễn Ngân nhỉ? Lấy con lên số rồi cho. Vậy á. Chị Thanh Ngân ơi, lấy lên số cho em nhé chị Thanh Ngân. Con này size to, con này chỉ là E100 thôi. E100 mã 100 cho em nhé. E100 mã 100 cho em, con này size hơi to vậy này. Cái kia trên em đây. Đâu có cái nào E76 đâu, cái này chị, cái này E76 này. Cái này E76 nhá. Này đó là cách tân cho em. Lấy cách tân đi, cách tân 120. Cách tân 120k E76 mang vừa. Thanh Ngân á. Ừ. Thanh Ngân hả? Vậy đi chứ. Nguyễn Ngân thì đúng hơn chứ. Thanh Ngân có luôn. Không biết coi phải cần.
vợ không được và bố mà. Chị Thân Nguyễn đồn đơn nhớ. Chị Thân Nguyễn lấy con này à chị? Không có đâu, ngoài không ngoài thôi. Rồi, một là đi rồi, hai là xả. Không có. Không có hả? Có chị Nguyễn Ngân thì đúng hơn, nhưng phải Thanh Ngân. Hôm qua cũng có Thanh Ngân. Rồi ạ. Rồi đây chị ơi, của chị Thân Nguyễn này. Coi lại đợt số điện thoại chị Thân Nguyễn có đúng chưa? Không biết số là không chốt đâu nha. Cái này này, đây này, cái này của chị Thân Nguyễn này đúng này. Cách tân này này, đúng chưa? Này 120. Rồi em xuống like nhá các chị ơi. Em chán rồi. Chán rồi các chị ơi. Tối mai, à trưa mai em lên đi. Không phụ thì tao bán đâu con này. Dạ rồi ok chị. Chị Hạnh Luân, chị mới về. Chị mới về à, khổ vậy. Đi đâu mà về muộn rồi chị? Cho chị cho xem áo đỏ của chị chút đi. Chút đi chưa thấy nữa. Là sao? Coi lại đơn của chị Kim Vàng Minh coi. Chị Kim Vàng Minh. Đây chị ơi. Con đỏ này hả? Đây chị. Nó là hàng gấm cho em chị ơi. Nó là hàng gấm nhé. Nó là hàng gấm. Trời ơi ngáp gì mà ngáp. Trời ơi giao hàng gì mà ghê vậy chị? Chị bán gì à? Chị bán gì mà giờ này còn đi bán được trời. Dạ rồi ok chị Kim Vàng Minh này. Bán muộn thế chị ơi. Rồi em chào các chị nhá. Trưa mai em lên đi. Chúi cha, lắm nghề đấy chị. Lắm nghề thế. Phụ tùng ô tô còn chạy xe ôm nữa hả? Được á. Của mình một con mùa đông, một con xanh và một con đỏ 70. Một con mùa đông, một con xanh và một con đỏ. Đúng không? Một con lụa đen nữa. Một con lụa đen nữa chị. Chị Thân Nguyễn ơi, chỉ có một con lụa đen nữa. Không phải là lụa đen. Mà con lụa hoa đen. Đưa cái đơn của chị đến con nào. Đây nè, lụa hoa đen nè. Em lên vài áo đi hả? Em chán rồi. Chán rồi, chán chả buồn lên nữa rồi. Để trưa mai đi chị, trưa mai không tối mai. Nói chung hàng em mới lấy về chưa hết đâu. Chưa hết đây chị, buổi trưa chị không xem được. Buổi trưa chị không xem được, tối em lại lên. Sao nay chị vào muộn quá. Nay mấy giờ rồi? 10 rưỡi 11 giờ kém này. 11 giờ kém rồi, không thể để tối mai em lại lên. Nói chung là nếu mà trưa mai nếu mà rảnh nhá. Rảnh thì em lên, còn không rảnh thì em không lên được. Tại vì buổi trưa em cũng ít lên lắm. Phần đa là em lên buổi tối. Phần đa em lên buổi tối không à. Em đâu có rảnh đâu. Dạ rồi chị, em chào chị nhá. Thì nữa thì em. Chị Nguyễn Hằng. Em chán lắm rồi. Chị nào không đủ đơn mai chốt đi. Không đủ đơn mai lại đi nhá. Chị Nguyễn Hằng có đơn có một hai cái sau chân không một cái vậy một cái
con lụa. Đủ đơn đi rồi đó. Một con lụa. Lụa hai lớp. À, bà chị cũng có một con lụa hai lớp cũng đủ đơn rồi. Cũng đủ đơn rồi. Còn không thì các chị coi lại like nhá. Ưng cái nào chụp màn hình gửi qua cho em chụp màn hình gửi qua em đi cho nhá các chị. Nói chung là giờ em lười rồi. Tự nhiên làm biếng. Con bé nó em kêu là 10 ngày được hôm tự giác. Mỗi khi toàn phải nó hối mới nghỉ. Hôm nay tự nhiên nghỉ. Chắc mai trời nó mưa. Tiền ship là 30.000 chị ơi. Ship là 30k nhá. Em lấy 30.000 thôi các chị ơi. Người ta lấy đồng giá là 35.000 rồi. Nhưng mà em lấy các chị có 30 thôi. Đơn nào nhiều tiền quá thì em lại free ship. Dạ chị, ok chị. Rồi còn không là bình thường là đơn cứ bình quân là 30.000 tiền ship. Rồi, em chào các chị, chào bạn, em chào chị Thân Nguyễn. Rồi, trưa mai hoặc tối mai chị em mình lại gặp nhau nhé.